Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 2051, lại dùng thủ đoạn hèn hạ. Đối thủ của ngươi bây giờ là ta. Ninh Nhụy Nhụy thật sự cản Tô Diệp lại, mặc dù một số lúc Hạ Thiên không quá đáng tin, nhưng chuyện quan trọng chưa từng lừa nàng, tất nhiên hắn nói nàng có thể thắng, vậy nàng nhất định sẽ thắng. Tô Diệp nói với Ninh Nhụy Nhụy, tránh ra, ta không đánh nữ nhân. Là không đánh nữ nhân, hay là đánh không lại nữ nhân? Ninh Nhụy Nhụy kích thích Tô Diệp thêm một lần. Vậy cũng đừng trách ta. Tô Diệp không nhìn được nhục nhã, không kịp chờ để lấy lại danh dự từ Hạ Thiên, tìm lại thể diện đệ nhất thiên tài Đại Bắc Hồ của hắn. Ninh Nhụy Nhụy nhìn nắm đấm của Tô Diệp, thật ra có chút rụt rè trong lòng, kinh nghiệm chiến đấu của nàng thực sự không đủ, chớ nói chi là chiến đấu với một vị người tu tiên, vốn nàng còn tưởng rằng có cuộc chiến gian khổ, kết quả nàng lại ngạc nhiên phát hiện vậy mà nàng có thể nhìn thấu đường quyền của Tô Diệp. Ninh Nhụy Nhụy đã sớm nhẹ nhàng lui nửa bước, lại nghiêng người, lúc này nắm đấm của Tô Diệp đánh qua, vừa vặn đánh hụt. Tô Diệp hô a một tiếng, chưa có trở lại bình thường, lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Lưu manh đáng chết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, là ta trở nên lợi hại hơn sao? Ninh Nhụy Nhụy có chút hưng phấn mà hỏi Hạ Thiên, vừa rồi ta sớm thấy được nắm đấm của hắn đánh về nơi nào. Hạ Thiên thuận miệng nói, tiểu muội chân dài, ngươi không có trở nên lợi hại, chỉ là hắn trở nên ngây dại mà thôi. Ta không phục. Tô Diệp lại bò dậy từ dưới đất, trong miệng vẫn là câu đấy. Này, ngươi còn nói chính mình là đệ nhất thiên tài gì đó, thế mà không chịu thua. Ninh Nhụy Nhụy có chút không nhìn nổi, đại nam nhân thua chính là thua, đã mấy lần rồi, lại chết không chịu nhận, ném mặt mũi của Đại Bắc Hồ gì đó của ngươi. Đừng nói nữa, lần này, coi như ta thua. Tô Diệp thân là đệ nhất thiên tài trong mấy trăm năm qua của Bắc Hồ Sơn Trang, từ trước đến nay đều tự phụ, cực kỳ coi trọng danh dự, nghe thấy những lời nọ của Ninh Nhụy Nhụy, lập tức ngượng đến nỗi mặt mũi đỏ lên. Cái gì gọi là coi như, ngươi đã thua rồi. Ninh Nhụy Nhụy khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ trong lòng của ngươi một chút cũng không tính sao? Danh ngạch là của các ngươi. Tô Diệp cố nén tức giận ở đáy lòng, lách người qua, chỉ vào một cánh cửa cách đó không xa, thông đạo ở chỗ này, các ngươi đi xuống trước đi. Hạ Thiên không nói hai lời trực tiếp ôm Ninh Nhụy Nhụy đi tới cánh cửa kia. Sao lại đột nhiên thẳng thắn như vậy? Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy hình như nào có điểm nào đó không thích hợp, có phải hắn định giở trò gì đúng không? Hạ Thiên vừa há mồm định nói chuyện, Ninh Nhụy Nhụy đã đoạt lời của hắn, có phải ngươi định nói, dù hắn có giở trò gì, chỉ cần có ngươi ở đây, trò gì đó đều không thể dùng hay không? Không phải, Hạ Thiên lắc đầu, tiểu muội chân dài, hắn không có giở trò bịp bợm, cái lối đi kia không có vấn đề. Phải không? Ninh Nhụy Nhụy nửa tin nửa ngờ, đột nhiên thuận lợi như vậy, cảm giác có chút không chân thực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đương nhiên là không chân thật, Hạ Thiên ngáp một cái, ta không có kiên nhẫn gì, cho nên cho bọn hắn mỗi người một châm. Cái tên đần họ Tô kia là người tu tiên cho nên phát tác hơi chậm một chút. Quả nhiên ngươi vẫn dùng cách hèn hạ, đằng sau Tô Diệp nghe nói như thế, tức giận đến suýt chút nữa chảy máu cả mặt, cơ thể của hắn càng ngày càng cứng, kinh khủng là Tô Diệp không biết Hạ Thiên ra tay lúc nào. Ninh Nhụy Nhụy thay Tô Diệp hỏi vấn đề hắn muốn hỏi nhất, ngươi châm cho bọn hắn từ bao giờ vậy, sao ta không biết? Lúc đi vào thì ta đã cho bọn hắn mỗi người một châm rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói, thuận tiện còn bỏ thêm chút độc, giao tiếp với bọn hắn quá phí sức, vẫn là để bọn hắn trở nên trung thực. Vậy bọn hắn có thể sẽ chết không? Ninh Nhụy Nhụy truy vấn. Hạ Thiên thờ ơ nói, tiểu muội chân dài, những người này đều nằm trong tổ chức diệt thần. Chuyên môn ở nơi đây chờ chúng ta. Người của Diệt Thần vẫn rất yêu thương ngươi. Ninh Nhụy Nhụy bó tay rồi, mỗi một tầng đều bố trí người giết ngươi, còn an bài một tu tiên giả lợi hại như vậy. Tên ngu ngốc kia không phải trong Diệt Thần. Hạ Thiên đưa tay chỉ Tô Diệp, hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy có chút không tin, người tu tiên không có ngu như vậy. À, ngươi đánh ta làm gì? Tiểu muội chân dài. Sao cô lại trở nên đần rồi? Hạ Thiên chụp bộ phận vỉnh lên một chút của Ninh Nhụy Nhụy, chuyện đơn giản như vậy đều nghĩ không ra, người tu tiên chính là tiên, thông minh hay không không có nửa điểm quan hệ, mặc kệ là kẻ có trí thông minh thấp thì cấp độ nào đều có,
người tu tiên đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Nói chuyện thì cứ nói, đừng táy máy tay chân. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với Hạ Thiên, rõ ràng ngươi muốn nhân cơ hội này để phi lễ với ta. Hắn cười hì hì nói, cô là bạn gái của ta, là tương lai là vợ của ta, động tay động chân với cô không phải là phi lễ. Ngươi nghiêm túc lại chút, Ninh Nhụy Nhụy đánh rớt cái tay quái gở kia của Hạ Thiên, ngươi lại luôn ngắt lời. Ta không có ngắt lời, là ta đánh cô. Hạ Thiên lộ ra vẻ chứng chạc đàng hoàng, nhưng mà đánh cô so với ngắt lời thì chơi vui nhiều. Ninh Nhụy Nhụy cười tươi rói xem thường, không thèm để ý đại lưu manh ấy nữa, ngược lại sắp đi đến điểm cuối của thông đạo. Không biết ở phía dưới, sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Chương 2052, Thế giới ảo. Ra khỏi thông đạo, lại là một nơi chim hót hoa nở, trời trong chiếu sáng khắp rừng rậm. Quỷ dị hơn là, thế mà chỗ rừng rậm ấy không có một con thú, ngược lại trên không trung có không ít loài cá ở biển sâu đang bơi qua lại. Đây là chuyện gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy nhìn cảnh tượng này, không nhìn được có chút mơ màng, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, rốt cuộc nơi đây ở trong biển hay rừng rậm. Hạ Thiên đối với việc là rừng rậm hay đáy biển không có nửa điểm hứng thú, ôm Ninh Nhụy Nhụy đi vào. Đi được hai bước, Ninh Nhụy Nhụy hoảng sợ gào thét một tiếng, mặt đất là thật sao? Sau đó nàng lại tiện tay bắt một con cá con bơi qua trước mặt, cá cũng là thật sao? Tiểu muội chân dài, ánh mắt của cô làm sao cũng có vấn đề vậy. Hạ Thiên có chút khinh bỉ nói, không cần nghĩ, những thứ này chắc chắn đều là giả. Trong tay Ninh Nhụy Nhụy đang cầm một con cá con, nhìn cái đuôi của nó không ngừng giãy giụa, lại dùng móng tay sờ sờ vảy dày trên người nó, nửa tin nửa ngờ nói thế nhưng cảm giác này rõ ràng rất chân thật. Đương nhiên rất chân thật, bởi vì vốn là đồ thật. Lúc này, một nam nhân trẻ tuổi đi ra từ đằng sau cái cây, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Ninh Nhụy Nhụy, chậc chậc chậc, nghĩ không ra thế mà lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta có lộc ăn. Nhìn qua nam nhân trẻ tuổi ấy khoảng hơn 20 tuổi, trên mặt trang điểm đậm, trên người mặc âu phục màu đỏ được ủi thẳng tắp, ánh mắt tương đối tà dị. Ngươi là ai? Ninh Nhụy Nhụy hơi kinh sợ nhìn người kia. Nam tử mặc âu phục màu đỏ cầm trong tay một đóa hoa hồng, nhẹ nhàng trà sát rễ cây, đã thấy cánh hoa rơi ra từng mảnh, tựa như con cá bơi đến Ninh Nhụy Nhụy trước mặt, ý tứ nho nhỏ, xin mỹ nữ vui lòng nhận. Hạ Thiên khó chịu chừng nam tử mặc âu phục màu đỏ, thằng ngu ngươi muốn bị ăn đòn, dám quấy rối bạn gái của ta ư. Vị tiên sinh này, ngươi ngàn vạn lần chớ để ý, ta đối với bạn gái của ngươi không có ý niệm không phải gì. Nam tử mặc âu phục màu đỏ vội vàng giơ hai tay lên, cười ha hả giải thích nói, ta là chỉ có đôi mắt thưởng thức cái đẹp, thưởng thức linh hồn đẹp, một khi nhìn thấy đồ vật đẹp liền sẽ khó mà kìm lòng nổi. Thằng ngốc nhà ngươi có bộ dạng xấu như thế, đừng nghĩ có cái đẹp hay không. Hạ Thiên nhếch miệng, còn ở đây ảnh hưởng ta và bạn gái của ta, cút sang một bên. Nụ cười trên mặt nam tử âu phục màu đỏ dần dần thu lại, vốn là ta còn muốn cho vị mỹ nữ kia một chút mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, ai biết chính ngươi nhất định phải tự tìm cái chết. Ngươi muốn làm gì? Ninh Nhụy Nhụy nghe lời này, lập tức hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cũng là người của tổ chức diệt thần? Diệt thần, nam tử âu phục màu đỏ ngẩn người. Cười ha hả, ta không có quan hệ với đám ngu xuẩn kia, ngốc lâu với bọn hắn, đầu óc sẽ trở nên đần theo. Hạ Thiên khó có cùng quan điểm với người khác, thật sự ở cùng với kẻ ngốc sẽ trở nên kém thông minh, nhưng điều đó không tránh được việc ngươi là kẻ ngu ngốc. Vị tiên sinh này, nếu ngươi còn dám mắng ta, đừng trách ta không khách khí. Nam tử âu phục màu đỏ chỉ vào Hạ Thiên, lạnh giọng nói, ở không gian này, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu như qua không được cửa của ta, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, có ý gì? Nói như vậy, nếu các ngươi muốn tiếp tục đi xuống dưới, nhất định phải qua cửa này của ta. Nam tử mặc âu phục màu đỏ vừa cười vừa nói, bởi vì tầng không gian này chỉ chịu khống chế của ta. Khống chế không gian, trong lòng Ninh Nhụy Nhụy nhất thời có phỏng đoán, ngươi là người tu tiên. Có thể mỹ nữ ngươi đoán sai chuyện đó rồi. Nam tử âu phục màu đỏ lắc đầu, tư chất của kẻ hèn này quá kém, lại không chịu được bóng tối, thực sự không có duyên với việc tu tiên. Ninh Nhụy Nhụy có chút nghi hoặc, vậy rốt cuộc ngươi là ai? Tiểu muội chân dài, tên ngu si ấy với nữ phục vụ ở tầng đầu tiên không khác nhau lắm.
Hạ Thiên coi thường, nhưng giống như kích phát ra một năng lực đặc biệt. Ninh Nhụy Nhụy nhớ tới nữ nhân ăn mặc kỳ dị ở tầng thứ nhất, trước đó Hạ Thiên nói qua nàng là ấm thuốc của người tu tiên, còn nói nàng ta rất thích, hiện tại xem ra chắc chắn là cùng một dạng với nam nhân trước mắt, bởi vậy mới có được năng lực đặc biệt. À, vị tiên sinh này, ánh mắt của ngươi thật không tồi. Nam tử Âu phục màu đỏ không có ý định giấu giếm, không tệ, năng lực của ta chính là có thể tùy tâm sở dục tạo một không gian, ví dụ như hiện tại nơi các ngươi đang đứng thật ra ở dưới đáy biển, chỉ là ta tạo một mảnh rừng rậm ở đây. Siêu năng lực sao? Ninh Nhụy Nhụy có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Hạ Thiên, sao lại thấy năng lực đó còn lợi hại hơn so với người tu tiên? Hạ Thiên trợn trừng mắt, tiểu muội chân dài, cô tỉnh lại đi. Rõ ràng tên kém thông minh này đang nói hưu nói vượt. Vậy cảnh vật ở nơi này là gì? Ninh Nhụy Nhụy chỉ vào hoa cỏ cây cối ở bốn phía, tôm cua cá ba hài hòa chung đụng ở một chỗ, chẳng lẽ là chúng ta bị ảo giác? Tiểu muội chân dài, cuối cùng cô không còn ngốc nữa. Hạ Thiên cười hì hì nói, gia hỏa này đang làm trò xiếc giả thần giả quỷ, nhưng quá ngây thơ, chỉ có thể lừa gạt một vài kẻ ngu ngốc. Ngươi có ý gì? Ninh Nhụy Nhụy không đồng ý, chừng Hạ Thiên, lại quanh co lòng vòng mà mắng ta đần, chúng ta có thể nói chuyện trong vui vẻ hay không? Hạ Thiên một mặt vô tội nói, ta không có mắng cô, chỉ nói sự thật mà thôi. Chương 2053, chuyện không có chỗ tốt ta không làm. Hai người các ngươi nói chuyện phiếm xong chưa? Nam tử mặc Âu phục màu đỏ rất là khó chịu, nơi đây cũng không phải là nơi các ngươi liếc mắt đưa tình, trong tay của ta chỉ có một chỗ. Nhưng không phải danh ngạch đã chết, mà là danh ngạch còn sống. Như vậy vấn đề là, bây giờ hai người các ngươi đưa ra quyết định đi, người sống. Nói xong, đưa tay chỉ vào Hạ Thiên, là ngươi. Rồi lại chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy, hay là ngươi đây? Không đợi Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy mở miệng trả lời, nam tử Âu phục màu đỏ tự mình không nhịn được điên cuồng cười, quá sung sướng, thật sự là quá sung sướng. Ta rất thích xem những cặp tình nhân thân mật như các ngươi lựa chọn loại chuyện sống chết này. Tô lão ca thật đúng là hiểu ta, thả một đôi tình nhân xuống để làm ta sảng khoái. Tên đần kia đầu óc có bệnh ư? Ninh Nhụy Nhụy nhìn Hạ Thiên, mở miệng hỏi. Hạ Thiên gật đầu, tiểu muội chân dài, cô cũng gọi hắn là ngu ngốc rồi, não tên kia khẳng định có bệnh. Đừng giả bộ, chắc chắn bây giờ trong lòng của các ngươi đang rất khủng hoảng, chỉ là ra vẻ trấn định. Nam tử Âu phục màu đỏ rất nhanh tự thuyết phục, lộ ra nụ cười đắc ý, như vậy ta giải thích quy tắc một chút, chỉ cần tuân theo quy tắc mới có thể thu được danh ngạch, mà quy tắc chính là lời nói của ta. Tiểu muội chân dài, nếu không thì vẫn nên đánh tên ngốc này một trận đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hắn quá phí lời, đầu óc lại có vấn đề, loại trò chơi này chơi hoàn toàn không có ý nghĩa. À không, thật có ý tứ. Ninh Nhụy Nhụy chính là muốn Hạ Thiên làm theo, ta còn muốn biết cuối cùng nơi này đã xảy ra chuyện gì, đừng quên lời nói trước đó, ở đây ngươi phải nghe theo ta. Mặc dù Hạ Thiên thật sự không có gì hứng thú, nhưng mà từ trước đến nay hắn nói lời giữ lời, tất nhiên Ninh Nhụy Nhụy muốn tiếp tục chơi, vậy đương nhiên hắn sẽ không có ý kiến gì, ban đầu mục đích hắn tới nơi này chỉ là giúp nàng mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy nói thẳng với nam tử mặc Âu phục màu đỏ, nói đi. Quy tắc của ngươi là gì? Ta đã nói qua, ta có đôi mắt phát hiện cái đẹp, càng thích phát hiện đồ vật đẹp. Nam tử Âu phục màu đỏ càng cười to, như vậy quy tắc rất đơn giản, hai người các ngươi thấy bộ phận nào trên cơ thể mình đẹp nhất, sau đó nói cho ta biết là được. Ngươi muốn làm gì? Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy những lời kia rất kỳ quái, nghĩ lại mặt dưới, lại cảm thấy như đang che giấu chút tâm tư hèn mọn gì đó. Nam tử Âu phục màu đỏ giơ ra hai tay, lời của ta chính là quy tắc, tiểu thư xinh đẹp ngươi quên rồi sao? Vậy nếu như ta nói trên dưới toàn thân ta hoàn mỹ không một tì vết thì sao? Ninh Nhụy Nhụy nói ra những lời đấy rất tự tin, mặc dù nàng có tự giác trong việc so sánh với Y Tiểu Âm và Triệu Vũ Cơ còn có chút chênh lệch, nhưng không có nữ nhân xinh đẹp sẽ thừa nhận mình chưa hoàn mỹ ở trước mặt người khác. Ha 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 ha, vậy thì tốt quá. Câu trả lời ấy thực sự rất hoàn mỹ, ta thích. Nam tử Âu phục màu đỏ không ngừng vỗ tay, đồng thời lại nhải với Hạ Thiên, này, vị tiên sinh này, danh ngạch thuộc về ngươi, bây giờ, ngươi đi xuống ngay đi. Hạ Thiên còn chưa có phản ứng gì, Ninh Nhụy Nhụy tức điên lên, ngươi có ý gì? Sao ngươi lại chưa rõ?
Nam tử mặc Âu phục màu đỏ thật sự giải thích, ta thích đồ vật đẹp, người đã hoàn mỹ, vậy tất nhiên phải cất giấu thật tốt, nếu không chẳng phải là phụ lòng mỹ nữ sao? Nguyên lai là tên biến thái đáng chết, Ninh Nhụy Nhụy phi thân đá một cước tới, đến khuôn mặt của đối phương. Dầm! Đáng tiếc, Ninh Nhụy Nhụy đạp bay không phải là người, mà là một con cá. Nam tử mặc Âu phục màu đỏ bắt đầu cười hắc hắc, ta thích thu thập đồ vật đẹp nhất, nhất là nữ nhân hoàn mỹ, ngươi tuyệt đối đã là đồ cất giữ hoàn mỹ nhất của ta. Cho nên đừng phản kháng, ngươi như vậy là quá ích kỷ. Ta ích kỷ, Ninh Nhụy Nhụy giống như là nghe chuyện cười lớn. Đương nhiên, ngươi thật sự rất hoàn mỹ, nhất là đôi chân này. Nam tử mặc Âu phục màu đỏ nhìn chằm chằm hai chân Ninh Nhụy Nhụy, nếu như không chặt bỏ rồi bảo tồn thật tốt, chính là lãng phí của trời cho, sinh trưởng trên người ngươi nói không chừng qua 10 năm liền trở nên xấu đi, sau khi chết thì nhanh chóng hóa thành đất mục nát, chẳng lẽ điều ấy còn chưa đủ ích kỷ sao? Biến thái, Ninh Nhụy Nhụy thật muốn nhổ vào người này, đi chết đi. Như dự định mà nói, sức mạnh vũ lực của nam tử mặc câu phục màu đỏ ấy thật ra không cao, ít nhất không cao bằng Ninh Nhụy Nhụy, chỉ là thân pháp của hắn quá linh động, giống như là làm ảo thuật, đạp chúng ở nơi nơi liền sẽ biến thành một con cá, thực sự khó đối phó. Ngươi cứ nhìn như vậy sao? Ninh Nhụy Nhụy đuổi một hồi, càng đánh càng tức, quay đầu nói với Hạ Thiên, mau giúp ta đánh chết tên biến thái đó. Hạ Thiên cười hì hì nói, tiểu muội chân dài, đây là cô đang cầu xin ta hỗ trợ. Ngươi đừng nghĩ quá đẹp. Ninh Nhụy Nhụy nhìn sắc mặt của Hạ Thiên thì biết tên lưu manh này không có nghĩ tới chuyện tốt, người không giúp ta cũng có thể tiêu diệt hắn, chỉ là ta lười lãng phí thời gian. Hạ Thiên bĩu môi, chuyện không có chỗ tốt ta không làm. Ngươi, Ninh Nhụy Nhụy thực sự không nhìn được tên biến thái mặc Âu phục màu đỏ, thế là xích lại gần lỗ tai Hạ Thiên lặng lẽ nói câu gì đó. Thật sự, mắt của Hạ Thiên sáng lên. Ninh Nhụy Nhụy hừ nhẹ một tiếng, cho ngươi 3 giây. Không giải quyết được tên biến thái kia thì sẽ không tính. Hạ Thiên thuận miệng nói, không cần đến 3 giây. Vô dụng, các ngươi không theo kịp tốc độ của ta, cũng không tìm thấy bản thể của ta. Nam tử Âu phục màu đỏ nhếch miệng cười như điên, cho dù các ngươi là người tu tiên gì đó cũng vô dụng, vị đại nhân kia đã sớm bố trí trận pháp, thủ đoạn của các ngươi không dùng được. Chỉ thấy nam tử mặc Âu phục màu đỏ nặng nề ngã trên mặt đất. Cả người sụi lơ như bùn, không biết sống chết. Chương 2054, cung điện dưới lòng biển. Một lát sau, cảnh tượng quỷ dị của không gian ở tầng này dần dần biến mất, lộ ra trước mặt Ninh Nhụy Nhụy là buồng nhỏ đổ nát ở trên tàu, bốn phía đều đốt huân hương, mà hai bên vách tường đều đứng thẳng mười mấy bình lớn trong suốt, bên trong bình đều là người. Quả nhiên là một tên đại biến thái. Ninh Nhụy Nhụy lấy làm kinh hãi. Không nhịn được lại đạp mấy cước lên nam tử mặc Âu phục màu đỏ, đi chết đi. Hạ Thiên tiến lên ôm Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, bây giờ có thể thực hiện. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, thực hiện cái đầu quỷ nhà ngươi, ngươi không nhìn đây là nơi nào à? Nơi nào liên quan đến chuyện ta đòi hỏi chỗ tốt chứ? Hạ Thiên một mặt xem thường, sau đó có chút khó chịu, tiểu muội chân dài, không phải cô định đổi ý chứ? Ngươi coi Ninh Nhụy Nhụy ta là loại người như thế à, đã nói là tuyệt đối giữ lời. Ninh Nhụy Nhụy liếc hắn một cái, còn có, ngươi có thể đừng như vậy hay không? Vội vã như vậy, đợi sau khi trở về ta sẽ thực hiện lời hứa. Đôi mắt của Hạ Thiên đảo một vòng, cười nói, sau khi trở về, vậy cần phải tăng gấp bội, ít nhất phải hôn đủ 100 phút. Lưu manh, mặt của Ninh Nhụy Nhụy đỏ tới mang tai trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Lại nhìn những cái bình kia một chút, đi thôi, ở lại nơi này quá rợn người, nhưng thông đạo của tầng này ở nơi nào? Không có lối đi, đây là tầng cuối cùng. Hạ Thiên nói, phía dưới là trực tiếp tới đáy biển. Ninh Nhụy Nhụy có chút ngoài ý muốn, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng, vậy chúng ta đã tới đáy biển, vậy cuối cùng những kiểm tra trước đó của bọn hắn dùng để làm gì? Sau đó không biết là lẩm bẩm hay hỏi Hạ Thiên, cách tuyển người này. Có nửa xu nào quan hệ với thám hiểm đáy biển sao? Hạ Thiên có chút câm nín nói, tiểu muội chân dài, bây giờ cô mới nghĩ đến vấn đề đó à? Thế nhưng, không có đạo lý, người ở phía sau màn làm nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Ninh Nhụy Nhụy nghĩ mãi không ra, hơn nữa vì việc ấy mà hủy một hòn đảo, tạo ra chiếc du thuyền lớn như vậy,
đến cuối cùng không phải là tiền quá nhiều muốn đốt cho hết à? Hạ Thiên lười lãng phí trí nhớ ở loại chuyện nhàm chán kia, muốn biết vì sao, chẳng phải xuống tiếp sẽ biết sao. Vậy chúng ta xuống đáy biển như thế nào? Ninh Nhụy Nhụy ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy có chỗ có thể mở, chẳng lẽ lặn xuống nước, vậy cũng được, vừa vặn trong túi của ta mang theo hai bộ đồ lặn. Hạ Thiên vẫn giữ quan điểm trước đây, không cần lặn xuống nước, trực tiếp cho chìm chiếc thuyền này, thẳng xuống đáy biển là được. Người đã xem Titanic quá nhiều rồi. Làm sao nhất định phải để thuyền đắm? Ninh Nhụy Nhụy dùng ánh mắt không thể nói lý mà trừng Hạ Thiên, thành thật ở lại, ta lấy đồ lặn ra. Không cần, Hạ Thiên lắc đầu nói. Ninh Nhụy Nhụy dừng động tác lại, bởi vì có một cái vòng xoáy sáng lên màu xanh lam nhạt xuất hiện ở trước mặt hai người bọn hắn. Hai vị đạo hữu, mời trực tiếp xuống. Lại là giọng nói ấy, lời nói không khác với trước lắm. Ngươi sẽ không lại làm cái trò bịp bợm gì nữa chứ? Ninh Nhụy Nhụy không thể nào tin người này được rồi. Giọng nói kia không có trả lời. Ninh Nhụy Nhụy không nhìn được rối rắm, loại trò chơi khảo sát nhàm chán này sẽ không thật sự không dứt. Dự tính ban đầu của nàng là tham gia thám hiểm đáy biển với chuyện kia là hoàn toàn không liên quan với nhau. Nghĩ một hồi, Ninh Nhụy Nhụy nói, lười suy nghĩ, chúng ta đi xuống đi. Thái độ của Hạ Thiên tất nhiên là sao cũng được. Hắn tới chính là làm người đồng hành với Ninh Nhụy Nhụy. Hai người bọn họ vừa đi vào vòng sáng, lập tức bị vòng sáng quấn quanh người, tầng tầng bao lấy hai người họ, một giây sau bọn hắn đã xuất hiện ở trong biển, nhanh chóng đi xuyên trong nước biển tuôn trào, bay tới đáy biển. Chuyện này rất thần kỳ, Ninh Nhụy Nhụy cảm thán một câu, sau đó lại có chút thất vọng nói, đáng tiếc trong biển quá tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, tiểu muội chân dài, vậy cô muốn nhìn cái gì? Hồi nhỏ thường xuyên nghe chuyện xưa, nói là trong đáy biển có long cung, thủy tinh cung gì đó, kết quả ở đây như bôi đen, cá sấu đến mức dọa người. Sau khi trải qua một lần tẩy tủy, thị lực của nàng đã vượt xa người phàm, thật ra có thể thấy đồ vật ở trong biển, nhưng nhìn thấy đồ vật không dễ nhìn, làm cho nàng lập tức không có hứng thú mà thưởng thức. Trong biển vốn là một chút ý tứ cũng không có. Hạ Thiên ngáp một cái, tiểu muội chân dài, hiện tại chắc đã tuyệt vọng với thám hiểm đáy biển gì đó rồi ư. Không có, Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu phủ nhận, ngược lại cảm thấy càng có ý tứ, nếu như đáy biển thật sự rất nhàm chán, vậy tại sao sẽ có bản đồ bảo tàng? Vì sao người của Diệt Thần lại đến đây? Vì sao người tu tiên cũng muốn tới đây? Cho nên khẳng định có đồ vật gì đó ở dưới đáy biển này. Hạ Thiên nói, phía trước đã đến. Nàng nhìn trước mặt một chút, nhìn không được kinh hô, đáy biển thật sự có long cung à. Dưới đáy biển, một tòa cung điện to lớn lộ ra tại trước mắt hai người Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Cung điện đó nhìn qua cực kỳ cổ kính đơn sơ, nhưng lại lộ ra vẻ vô cùng trang nghiêm. Trong ấn tượng của Ninh Nhụy Nhụy thì tùy tiện chọn một cung điện không có dáng vẻ giống như nó, thậm chí ở nước ngoài cũng chưa từng có loại kiểu dáng này, thật sự là kỳ lạ. Lúc này, phạm vi bên ngoài cung điện được bao quanh bởi một vòng sáng nhàn nhạt, không cần đoán chắc chắn là thủ bút của người tu tiên kia. Sau khi hai người bọn họ đi tới trước cửa cung điện, vòng xoáy sáng đã sáp nhập vào vòng sáng bên trong cung điện. Bên trong cung điện được vòng sáng ngăn cách khỏi nước biển, lại còn có dưỡng khí, ngoại trừ không có bao nhiêu ánh mặt trời, thật sự không khác lắm với việc đi trên mặt đất. Chương 2055, dụ hoặc. Cung điện này cũng quá to rồi đó. Ninh Nhụy Nhụy đứng phía dưới một cây cột trụ, ngẩng đầu nhìn chóp đỉnh, cái cây cột ấy ít nhất cao mười mấy 20 mét, người nào lại có thể ở dưới đáy biển mà xây cung điện hùng vĩ cao lớn như vậy? Tiểu muội chân dài, một tòa cung điện nát thôi mà, có cái gì ngạc nhiên như thế? Sắc mặt của Hạ Thiên tỏ vẻ xem thường, nếu như cô muốn, ta có thể xây một cung điện càng đẹp, càng có khí phái hơn cho cô. Ninh Nhụy Nhụy có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên, a, đồ lưu manh, nghĩ không ra thế mà ngươi có thể nói ra câu tán gái như thế. Tán gái, Hạ Thiên không hiểu, cô đã là bạn gái của ta, về sau chắc chắn là vợ của ta, không cần tán nữa. Ninh Nhụy Nhụy xác định là bản thân nghĩ quá nhiều, quả nhiên tên lưu manh này tuyệt đối không hiểu phong tình. Người tu tiên bảo ta xuống đâu? Ninh Nhụy Nhụy nhìn đại điện trống rỗng, sao lại không có một người nào? Bỗng nhiên Hạ Thiên nâng khuôn mặt của Ninh Nhụy Nhụy, lật qua lật lại nhìn hơn nửa ngày.
Ngươi làm gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy bị nhìn có chút rối loạn, đẩy Hạ Thiên ra. Nhìn cô, Hạ Thiên nghiêm túc đáp. Ninh Nhụy Nhụy không biết nói gì, ta hỏi ngươi vì sao đột nhiên nhìn ta như vậy? Nhìn con mắt của cô thật sự có vấn đề hay không? Hạ Thiên tiện tay chỉ một chỗ, nơi đó có mấy người đang ngồi, cô thế mà chưa nhìn thấy sao? Ninh Nhụy Nhụy ngẩn người, nhìn sang nơi Hạ Thiên chỉ, phát hiện thật sự có mấy bóng người như ẩn như hiện. Chỉ là nói những bóng người kia là người, giống như có chút miễn cưỡng, bởi vì nơi đó vẻn vẹn có bốn áo bào màu đen, nhưng xếp thành hình người. Chờ đã, hình như có chút không đúng. Ninh Nhụy Nhụy vừa muốn mở miệng nói hai câu với Hạ Thiên, trong đột nhiên một áo bào màu đen bắt đầu tự mình chuyển động, hoặc có lẽ là bay lên. Thứ kia có thể là người sao? Ninh Nhụy Nhụy bên trong áo bào màu đen ấy chỉ là có khói đen hình người, ngay cả ngũ quan tay chân cũng chỉ có bộ dáng hơi miễn cưỡng, rất khó mà liên hệ với cái từ người này. Hoan nghênh hai vị đạo hữu, ta đã cung kính chờ đợi rất lâu. Áo bào màu đen thùng thình bay tới trước mặt Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, giọng nói chính là do khói đen hình người trong áo bào màu đen thốt lên. Ninh Nhụy Nhụy cao đôi mày thanh tú lại, cuối cùng ngươi là người hay quỷ? Không phải người cũng không phải quỷ, chính là một loại thuật nhỏ trong hóa hình thuật mà thôi. Người áo đen lạnh nhạt nói, bên trong cung điện này có cơ quan quan trọng, vì lý do an toàn, không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp đần độn như thế. Ngươi mới vừa nói đợi chúng ta đã lâu, Ninh Nhụy Nhụy giấy lên lòng nghi ngờ, ngươi đã sớm biết chúng ta muốn tới đây, hay nói đây vốn là kế hoạch của ngươi. Thiết kế dẫn dụ vào cuộc chính là diệt thần, mà ta chỉ là thu diệt thần vào dưới trướng. Người áo đen đáp, ta không có ác ý với hai vị, chỉ muốn mời hai vị hỗ trợ, nhất là vị Hạ Thiên tiên sinh này, sau đó nhất định có hậu tạ. Hạ Thiên trực tiếp từ chối một tiếng, không có hứng thú. Hạ tiên sinh, ngươi đừng vội từ chối. Người áo đen cười vang lên, ta bảo đảm sau này vật tạ ơn là thứ ngươi thích nhất. Ngươi không có khả năng có ta thứ thích nhất. Hạ Thiên lười biếng nói, cho dù ngươi thật sự có, tự ta cầm là được rồi, không cần ngươi cho. Người áo đen không tức giận, Hạ tiên sinh, không phải tất cả mọi thứ đều có thể cướp được. Ngược lại thật ra ta rất tò mò, ngươi muốn hậu tạ cho ta thứ gì? Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được hỏi một câu. Tất nhiên là thứ Ninh tiểu thư muốn nhất, người áo đen vừa cười vừa nói, ta có thể để ông nội của ngươi trường sinh bất lão, từ đây vô bệnh vô tai. Ngươi nói cái gì? Ninh Nhụy Nhụy cho là mình nghe lầm, lúc trước nàng từng cầu Hạ Thiên làm như thế, chỉ là bị hắn từ chối. Ta cũng là người tu tiên, mà còn là người đã tu hành mấy ngàn năm so các ngươi. Người áo đen nói với Ninh Nhụy Nhụy, cho một người phàm phu tục tử thêm 100-200 năm tuổi thọ, thật sự là quá đơn giản. Hạ Thiên nghe nói như thế, nhìn không được bĩu môi nói, tiểu muội chân dài, cô đừng nghe tên kém thông minh ấy nói. Rõ ràng hắn đang nói hưu nói vượt. Ninh tiểu thư, xem ra Hạ tiên sinh không quan tâm tới ngươi một chút nào. Người áo đen có điệu cười trầm thấp, chẳng những từ chối tăng tuổi thọ cho ông nội ngươi, cũng không muốn để người khác làm như thế. Điểm đấy đúng là chỗ Ninh Nhụy Nhụy có khúc mắc, chỉ cần là người, không có người nào không muốn người thân của mình trường sinh bất lão, vô bệnh vô tai. Tên đần nhà ngươi muốn ăn đòn à? Hạ Thiên nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Ninh Nhụy Nhụy, khá là khó chịu, ta quyết định đánh ngươi một trận trước. Hạ Thiên, ngươi chờ một chút, Ninh Nhụy Nhụy gọi Hạ Thiên lại. Hạ Thiên nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy, chẳng lẽ cô tin lời của tên ngu ngốc này nói ư? Dĩ nhiên là không phải, Ninh Nhụy Nhụy cười lắc đầu, sống chết có số, giàu có nhờ trời. Ta đã sớm đã thấy rõ, lại nói, mặc dù bình thường ngươi nhìn có chút không đáng tin cậy, nhưng chưa bao giờ nói đùa về vấn đề quan trọng, xưa nay chưa từng lừa gạt nữ nhân của mình. Người áo đen cười, xem ra hai vị không có ý định hỗ trợ. Không phải không giúp, mà là phương thức nhờ người giúp của ngươi thực sự có vấn đề. Ninh Nhụy Nhụy nói. Vậy các ngươi hai người không thể dùng. Bỗng nhiên khói đen nồng nặc từ trong áo bào màu đen phun ra ngoài, lập tức tràn đầy cả đại điện. Chương 2056. Pháp thuật hóa hình. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Nhìn thấy tình huống ấy, phản ứng đầu tiên của Ninh Nhụy Nhụy là hoài nghi con mắt của bản thân rốt cuộc là thật hay giả, dù sao loại chuyện kia quả thật có chút vượt qua nhận biết bình thường của nàng, tự nhiên nhớ tới việc thấy rừng rậm bên trong biển vừa nãy.
Tiểu muội chân dài, lần này không phải là ảo giác. Hạ Thiên lười biếng nói, nhưng, cũng không phải là thật, ta ghét nhất là đám giả thần giả quỷ. Hạ Thiên, các ngươi không trốn được đâu, làn khói đen đó là trói linh chi thuật độc nhất vô nhị của mạch tu sĩ ta. Giọng của người áo đen kia lạnh nhạt, ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn cuối cùng, từ chối ta, sau đó chết ở chỗ này, hay ngoan ngoãn nghe lời ta, mặc ta sai bảo. Cả khuôn mặt Hạ Thiên lộ vẻ khinh thường, ai nói ta muốn chạy trốn, đứa có trí thông minh kém như người ta tiện tay là có thể giải quyết. Thật sự là nói khoác không biết ngượng. Người áo đen cười lạnh một tiếng, ta thừa nhận thiên phú của các ngươi cực cao, đáng tiếc đã sớm đi lệch đường, chưa hoàn chỉnh môn phái truyền thừa nào, căn cơ quá mức yếu kém, với con đường tu tiên trong tương lau thì không có thành tựu gì lớn. Ta đối với tu tiên gì đó không có nửa điểm hứng thú, tốt nhất thằng ngu ngươi đừng chọc ta. Hạ Thiên thấy người áo đen ấy rất khó chịu, không tản đi những khói đen này, thì đừng trách ta đánh ngươi. Ninh tiểu thư, người đây, có suy nghĩ gì không? Lập tức người áo đen không có hứng thú với Hạ Thiên, ngược lại nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy, tuy tư chất của ngươi thuộc loại bình thường, nhưng thể phách không tệ, chỉ cần ngươi vì ta làm một chuyện, ta có thể cho ngươi một vài công pháp tu tiên, đến lúc đó chỉ cần ngươi tu thành đại đạo, tự nhiên có thể làm cho ông nội ngươi trường sinh bất lão. Không cần phải cân nhắc, Ninh Nhụy Nhụy trả lời rất thẳng thắn, không cần, nói thẳng, ta không tin ngươi. Người áo đen không khỏi lắc đầu thở dài, thực sự là không biết tự lượng sức mình, vậy cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là thủ đoạn chân chính của người tu tiên. Vừa dứt lời, khói đen dày đặc bên trong đại điện đông cứng lại như xi măng, bao phủ Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy ở bên trong, hơn nữa từng lúc trói chặt. Mặc dù người áo đen ấy đã thiết kế trận pháp áp chế người tu tiên, nhưng căn bản tố chất thân thể của Ninh Nhụy Nhụy không kém, lại được Hạ Thiên tẩy tủy, rõ ràng sẽ không bị hù ngã như vậy, hơn nữa ngồi chờ chết không phải là tính cách của nàng. Ninh Nhụy Nhụy chủ động xuất kích, hai ba bước đã đến bên cạnh người áo đen, một cú đá ngang quét tới. Tự tìm đường chết, người áo đen ghé mắt nhìn Ninh Nhụy Nhụy, nhưng lại không có ý định né tránh. Bất ngờ là cú đá ngang bay sượt qua, vậy mà không tạo thành nửa điểm tổn thương với người áo đen. Tình huống gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy cực kỳ kinh ngạc, quay đầu nhìn Hạ Thiên, không phải ngươi nói không phải là ảo giác sao? Tiểu muội chân dài, sao lỗ tai của cô lại có vấn đề như vậy chứ? Hạ Thiên trợn trừng mắt, không phải là ảo giác, nhưng không phải thật, cô đánh không được là rất bình thường. Ninh Nhụy Nhụy lập tức lui về bên cạnh Hạ Thiên. Người này ta không đối phó được. Hạ Thiên lười biếng nói, khó đối phó gì đâu, là phương pháp của cô không đúng. Vậy ngươi thử một chút, Ninh Nhụy Nhụy chừng Hạ Thiên, cho ta coi ngươi có phương pháp gì tốt. Người áo đen lạnh nhạt nói, dựa vào hai người các ngươi mà muốn phá pháp thuật này, đừng si tâm vọng tưởng. Không được, cơ thể không cử động được, Ninh Nhụy Nhụy chợt phát hiện hai chân giống như nặng ngàn cân. Căn bản không di chuyển được, lần này thì xong đời rồi. Hạ Thiên đưa tay ôm Ninh Nhụy Nhụy, nhẹ nhàng chuyển động tránh khỏi những làn khói đen kia, sau đó nhanh chóng nhảy ra ngoài hơn mười mấy mét. Tên có trí thông minh thấp kia có chút kỳ lạ, cô đứng ở chỗ này đừng động, ta đi giải quyết hắn. Hạ Thiên buông lỏng Ninh Nhụy Nhụy ra, cơ thể lóe lên, đã xông về người áo đen kia. Ninh Nhụy Nhụy nghe nói như thế, khá là ngoài ý muốn. Ngoại trừ lần trước gặp chúng Tô Diệp, hầu như nàng chưa bao giờ thấy Hạ Thiên chủ động tránh né công kích của người khác, chớ nói chi là chính trọng dặn dò nàng như thế, xem ra người áo đen trước mắt thật sự không hề tầm thường. Tốc độ của Hạ Thiên rất nhanh, vừa nói dứt lời với Ninh Nhụy Nhụy, một giây sau, nắm đấm của hắn đã đập trúng trên mặt người áo đen. Nắm đấm đánh xuyên người áo đen, khói đen trong nháy mắt tiêu tan không còn một mống. Chỉ là sau khi Hạ Thiên rơi xuống đất, khói đen nồng nặc lại ngưng kết một lần nữa, mà người áo đen cũng khôi phục nguyên dạng như cũ. Không phải chứ, Ninh Nhụy Nhụy không nhìn được lộ ra vẻ bất ngờ, thế mà nắm đấm của Hạ Thiên lại vô hiệu, tình huống này thực sự là lần đầu gặp phải, chẳng lẽ người áo đen ấy là một làn khói đen hay sao? Quả nhiên tên đần nhà ngươi có vấn đề, Hạ Thiên lộ ra vẻ không ngoài ý muốn, nhưng, không quan trọng, một quyền không được lại đến một quyền là được. Vô dụng mà thôi. Người áo đen cười lạnh nói, ta đã sớm nói, đây là pháp thuật hóa hình, căn bản không có thực thể, sao nắm đấm của ngươi có thể được trúng được. Lời còn chưa nói hết,
Hạ Thiên lại thêm một quyền qua. Quả nhiên, lần này cũng đánh hụt. Thêm bao nhiêu lần cũng là kết quả như vậy. Người áo đen kia lại khôi phục nguyên trạng thêm lần nữa, tuy thiên phú của ngươi mạnh, nhưng thời gian tu tiên quá ngắn, cũng không có tông môn chính thống truyền thừa. Linh khí mỏng manh ở thế giới này, ngươi có thể ngang dọc vô địch, nhưng ở trước mặt ta chỉ là một con sâu con kiến mà thôi. Nói rất to, nhưng Hạ Thiên không để ý hắn, mang theo Ninh Nhụy Nhụy vọt tới một góc trong cung điện. Chương 2057, lực phá vạn pháp. Người đó rất khó giải quyết sao? Ninh Nhụy Nhụy có chút bận tâm hỏi. Tiểu muội chân dài, cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Hạ Thiên thể hiện không sao cả, lắc đầu nói, một kẻ ngu ngốc không có khó giải quyết đâu. Ninh Nhụy Nhụy khuyên, hắn không có thực thể, đánh như thế là hoàn toàn vô dụng, nếu không thì vẫn nên tìm những phương pháp khác. Không cần, Hạ Thiên xem thường, tiểu muội chân dài, tốt nhất cô đứng xem là được, ta sẽ đánh tên đần ấy đến mức nằm xuống đất. Cố chấp là một phẩm chất cao quý, nhưng nếu như tìm lộn phương hướng, cố chấp bao nhiêu thì sẽ sai nhiều hơn. Người áo đen hơi có chút thất vọng lắc đầu, chỉ vào Hạ Thiên nói, ngươi, thực sự không phải là một người thông minh. Hạ Thiên đấm một quyền, cắt đứt lời kế tiếp của hắn. Ngươi vẫn nên từ bỏ đi, người áo đen nói. Lại thêm một quyền tới. Cho dù ngươi đánh bao nhiêu quyền đều là vô ích. Hai quyền tới. Không được. Vậy thì ba quyền. Không được nữa thì bốn quyền, năm quyền, mười quyền. Hạ Thiên càng không ngừng vung nắm đấm ra, hơn nữa một quyền so với một quyền càng nhanh hơn, một quyền với một quyền càng nặng hơn, thậm chí Ninh Nhụy Nhụy không còn thấy rõ nắm đấm, chỉ thấy quyền ảnh. Đã nói không cần, thuật hóa hình thuật không phải thực thể, người đánh như thế nào đều uổng phí sức lực. Hạ Thiên không nghe người áo đen nói, vẫn đấm như cũ không ngừng nghỉ. Thực sự là ngu xuẩn hồ đồ, vậy đừng trách ta không khách khí. Người áo đen không nghĩ tới Hạ Thiên lại ngoan cố như thế, đương nhiên trong lòng có chút tức giận, chết đi cho ta. Ta, người áo đen vừa định giáo huấn hắn một chút, còn chưa kịp ra tay đã rất kinh ngạc. Hình như người áo đen đấy, Ninh Nhụy Nhụy cũng nhận thấy khác thường, chẳng lẽ thật sự hữu dụng. Nắm đấm của Hạ Thiên nhanh đến mức cực hạn, vậy mà sinh ra quyền phong. Đánh tan khói đen đang ngưng tụ kia, ngưng tụ tiếp lại bị đánh tan, thời gian dần qua tốc độ ngưng tụ trở nên ngày càng chậm. Qua một phút, Hạ Thiên siết nắm đấm, cười hì hì nói, ai nói không có thực thể thì đánh không trúng, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết. Dừng tay, trong giọng nói của người áo đen có chút hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện khói đen không có cách nào bay theo chiều gió tiếp, ngươi làm như vậy, chỉ làm cho ngươi nhận lấy cái chết. Á! Cho tới bây giờ Hạ Thiên luôn lười nghe người ta nói nhảm, trực tiếp đấm một quyền qua. Quả nhiên một quyền ấy chắc chắn đánh trúng. Phốc, người áo đen phun ra một ngụm máu tươi, thở dốc nói, điều này sao có thể, chỉ là thể thuật làm sao có thể đánh nát pháp thuật của ta. Ta nói không phải ngươi chưa đọc qua sách chứ gì. Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được giễu cợt nói, trên địa cầu, cho dù không phải là người tu tiên, đều từng nghe một câu nói, dốc toàn lực có thể phá tất cả. Dốc toàn lực có thể phá mọi thứ. Người áo đen thoáng sửng sốt, tiếp tục mắng, đây là nói bậy nói bạ, pháp là vạn đạo thông thiên, dốc sức chỉ là cách thức con kiến ngưu sinh, sao có thể lẫn lộn với tu sĩ chúng ta chứ? Ninh Nhụy Nhụy có chút đồng tình nói, vậy một quyền ấy ngươi chịu không oan. Tiểu muội chân dài, chớ nhiều lời với tên ngu này. Hạ Thiên đã quay lại bên cạnh nàng, chúng ta dạo chơi ở nơi khác đi, ở đây không có gì chơi vui. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy không có ý kiến gì, mở miệng nói với người áo đen, ta muốn hỏi một chút, cuối cùng dưới đáy biển này có báu vật gì đó không, hay chỉ là âm mưu để lừa bọn ta xuống đây? Hạ Thiên lười biếng nói, này, đứa kém thông minh, vợ của ta. Á, bạn gái ta hỏi ngươi đó. Chẳng lẽ lại đơn giản như vậy? Người áo đen cảm nhận vũ nhục to lớn, hôm nay không tiêu diệt các ngươi, ta không phải là người của Liên Minh Tu Tiên. Các ngươi có là người của Liên Minh Tu Tiên chó má gì đó có liên quan tới ta sao? Hạ Thiên lộ ra vẻ tùy tiện, rất xem thường, nhanh cút xéo đi, nếu không thì ta sẽ đánh tên ngu si ngươi một trận nữa. Chỉ là chiếm một chút tiện nghi, đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ sao? Người áo đen vô cùng tức giận không kiềm chế được, chỉ vào Hạ Thiên nói, ngươi đã cảm thấy nắm đấm của mình rất lợi hại,
vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử cái gì gọi là thực lực chân chính như thiên quân. Hắn nói xong, hét lớn một tiếng, chỉ thấy khói đen cuồn cuộn lại dâng trào lần nữa, sau đó ngưng kết thành một người khổng lồ màu đen cao mười mấy mét, bắp thịt cuồn cuộn, nắm đấm lớn hơn cả người Hạ Thiên. Đây là Transformer sao? Ninh Nhụy Nhụy vô thức sợ hãi thán phục, hay là siêu nhân điện quang? Nắm đấm của người khổng lồ màu đen trực tiếp bay về phía hai người bọn họ, tốc độ kia, sức lực kia, khí thế kia. Quả thật làm cho người nhìn sợ hãi, nếu bị đánh trúng, đoán chừng có thể trực tiếp đánh người ta thành thịt nát. Nắm đấm của người khổng lồ màu đen đánh trúng mặt đất, trong nháy mắt đất đá bay lên, mặt đất bị đập thành lỗ sâu không thấy đáy. Thế này thì quá mức rồi. Ninh Nhụy Nhụy liếc cái lỗ đó, phát hiện thế mà nhìn không thấy đáy, đây là đánh xuyên địa cầu sao? Lúc này, nắm đấm của người khổng lồ màu đen lại đánh tới. Mau tránh ra, Ninh Nhụy Nhụy đẩy Hạ Thiên. Hắn đứng không nhúc nhích, nói không có biểu cảm gì, phế vật, trông thì ngon mà không dùng được. Người áo đen cười lạnh nói, vậy ngươi cứ nhận lấy một quyền này thử xem. Chiêu thức giống nhau, vô dụng với ta. Hạ Thiên lười biếng đưa tay ra. Cùng lúc đó, ở Đại Lục Tiên Vân, Vân Châu Ngự Tiên Tông, Hạ Lãnh cũng gặp phải tình huống tương tự, hắn đang trải qua khảo hạch nhập môn, Mộc Hàm nói với hắn chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhưng hắn phát hiện tình huống không có đơn giản như vậy. Chương 2058, khảo hạch nhập môn. Ngày đó, Hạ Lãnh đã gặp phải cướp ở biên giới Vân Châu, cũng không phải là một tên cướp bình thường. Trong lúc hắn đang không biết phải làm sao thì Mộc Hàm kịp thời xuất hiện giết chết tên cướp đó, sau đó nàng trực tiếp dẫn ba người Hạ Lãnh đến Ngự Tiên Tông. Ngự Tiên Tông chính là một môn phái nhỏ, nhưng chữ nhỏ ấy xét trên toàn bộ Tiên Vân Đại Lục lại là một trong những môn phái lớn nhất ở Vân Châu, hơn nữa nội bộ bên trong khá phức tạp, tổng cộng được chia thành thất phong bát đường thập nhị chi. Tuy nhiên, trong đó thập nhị chi thuộc về các thế lực thế tục dựa vào Ngự Tiên Tông, mà bát đường lại là các thế lực bên ngoài, chỉ có thất phong là cốt lõi bên trong của Ngự Tiên Tông. Mộc Hàn chính là chủ nhân của Thanh Vân Phong trong thất phong bảy đỉnh núi. Trên Thanh Vân Phong, Mộc Hàm sắp xếp tỷ nữ Tiêu Tú Nhi và thị vệ Cơ Cửu đi thu dọn phòng và hành lý, còn nàng thì tự mình đưa Hạ Lãnh đến một căn phòng bí mật, Mị Nhi cũng đang ở đó chờ hắn. Lãnh Nhi, người đến rồi. Mị Nhi vẫn mang dáng vẻ mị hoặc chúng sinh như vậy. Thân hình của nàng vẫn vô cùng đẹp, hơi thở cũng ẩn chứa sự quyến rũ, người bình thường chắc chắn sẽ không khống chế được. Hạ Lãnh khá lạnh nhạt, hắn chỉ khẽ ừm một tiếng rồi nói, đừng gọi ta là Lãnh Nhi, bây giờ ta là Lãnh Hạ. Ồ, người có cần làm bài bản với ta như vậy không? Mị Nhi trực tiếp nhéo má Hạ Lãnh, người thật giống với phụ thân ngươi, vô cùng muốn ăn đòn. Mộc Hàm đánh vào tay Mị Nhi, bất mãn nói, sao dùng sức lớn như vậy? Nếu bóp hỏng thì phải làm sao bây giờ? Chậc chậc, người đúng là hiền thê của tên lưu manh kia, luôn quan tâm đến nhi tử của hắn như vậy. Mị Nhi không nhịn được cười hai tiếng, ta không thể bắt nạt được tên lưu manh đó, cho nên giờ ta bắt nạt nhi tử của hắn cũng không được sao? Hạ Lãnh xoa xoa khuôn mặt, bất mãn nói, đừng lôi ta ra đánh đồng với hắn, ta là ta, hắn là hắn. Ta lại muốn thế đấy, tiểu lưu manh, người có thể làm gì? Mị Nhi cười ha hả nhìn Hạ Lãnh, sau đó nàng lại vươn tay ra nhéo nhéo, ai bảo ngươi nhìn giống hắn như vậy chứ. Nhưng sau khi đến nơi này, tính cách của ngươi đã thay đổi rất nhiều. Mộc Hàm không nhìn được nói, được rồi, nếu ngươi còn nhéo nữa, mẫu thân của hắn sẽ tới tìm chúng ta tính sổ đó. Tính sổ cái gì, ta cũng là di nương của hắn mà. Mị Nhi không tình nguyện buông tay ra, trước đây nàng thật sự bị Hạ Thiên ức hiếp. Nhưng lại không thể làm gì tên đấy, bây giờ nàng chỉ có thể tìm cách bắt nạt Hạ Lãnh một chút. Mộc Hàm liếc nhìn nàng một cá, nói chuyện chính đi. Chuyện chính, Mị Nhị đổi tư thế ngồi, có chút huệ oải nói, có chuyện gì tốt để nói chứ, chúng ta đã điều tra từ trong ra ngoài môn phái tồi tàn này rồi, kết quả vẫn không lấy được một chút thông tin hữu ích nào cả. Bây giờ, ta nghi ngờ liệu tin tình báo của vị nữ hoàng kia có vấn đề hay không? Mộc Hàm cũng từng có nghi ngờ đấy, nhưng nàng lắc đầu nói, mặc dù ta và nàng ấy không ngừng đối đầu với nhau, nhưng nàng ấy không phải loại người như vậy, nàng ấy cũng khinh thường làm loại chuyện đó đâu. Ta không thực sự nghi ngờ nàng ấy, chỉ là phàn nàn một chút mà thôi. Mị Nhi ngáp một cái, ở đây,
mỗi ngày chính là tu luyện rồi tu luyện, lúc rảnh rỗi lại đi luyện đan, vẽ bùa. Rất buồn chán. Tuy hiện tại chúng ta đã đứng đầu trong Ngự Tiên Tông, nhưng cốt lõi của truyền thừa vẫn không được động tới. Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói tiếp, mấy lão già kia vẫn đang đề phòng chúng ta, cho nên chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị những chuyện khác nữa. Chưa chắc là bọn hắn đang đề phòng chúng ta, mà là đề phòng tất cả mọi người. Mị Nhi giải thích, chỉ có trưởng môn và người thừa kế trưởng môn mới có thể tiếp xúc với truyền thừa của tông môn, chỉ là ta vẫn nghi ngờ truyền thừa ấy cũng không có hữu ích gì. Bây giờ, không biết nó có hữu ích gì hay không, nhưng chúng ta bắt buộc phải lấy được nó. Mộc Hàm quay đầu nhìn Hạ Lãnh vẫn luôn giữ im lặng, cho nên, lúc này rất cần ngươi ra tay. Hạ Lãnh cũng không hỏi nhiều, chỉ nói cần ta làm gì. Mị Nhi vừa cười vừa nói, rất đơn giản, tiến vào nội môn, trở thành đệ tử nòng cốt, cuối cùng trở thành người thừa kế vị trí trưởng môn, tiếp nhận truyền thừa của tông môn. Chuyện đó không phải rất đơn giản sao? Mặc dù Hạ Lãnh còn nhỏ nhưng hắn không phải là kẻ ngốc, Mị Nhi gì, không phải là ngươi đang hố ta đó chứ? Mộc Hàm nhìn Hạ Lãnh và Mị Nhi đang đấu võ mồm, không nhịn được khẽ cười nói, ngươi đừng nghe nàng ấy nói bậy bạ, ngươi chỉ cần vào trong nội môn, làm một đệ tử bình thường là được rồi, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Hạ Lãnh cảm thấy Mộ Hàn chắc chắn chưa nói ra hết tất cả, cũng không phải muốn giấu giếm hắn chuyện gì, mà là vì nàng thật sự quan tâm đến hắn. Mộc Hàm trưởng lão có ở nhà không? Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói sang sảng, vừa rồi có một đệ tử nội môn nhìn thấy trên Thanh Vân Phong có trận pháp truyền tống. Ta đoán chính là ngươi trở về. Trong mật thất, trên mặt Mị Nhi lộ rõ vẻ chán ghét, bất mãn nói, con ruồi đáng ghét kia, tại sao ngươi còn chưa giải quyết? Dù sao hắn cũng là đại đệ tử của trưởng môn, trước mắt cũng là người có hy vọng nhất trở thành trưởng môn tương lai. Tâm trạng của Mộc Hàm không tốt, nhưng trên mặt của nàng không lộ ra vẻ gì, đáng tiếc người này tâm tư quá kín đáo, lòng phòng bị cũng rất cao, ta vẫn không moi được chút tin tức hữu ích nào từ trong miệng hắn. Mị Nhi xua xua tay, ngươi mau đuổi hắn đi đi, ta không muốn gặp người này. Hạ Lãnh, ngươi đi theo ta ra ngoài xem sao. Mộc Hàm đứng dậy, vẫy vẫy tay về phía Hạ Lãnh, hắn là người phụ trách cuộc khảo hạch nhập môn lần này, trước tiên giao thiệp với hắn chút, đến lúc đó ngươi đi ngang qua sân khấu là được rồi. Hạ Lãnh gật đầu, không nói gì. Chương 2059. Tránh ra. Ra khỏi mật thất, lại đến hai đình viện nhỏ. Lúc này mới tới trước cửa viện, đúng là thấy được hai bóng người một lớn một nhỏ. Đó là nam nhân trung niên có khuôn mặt anh tú để râu dài bồng bềnh và người còn lại là một thiếu nữ khoảng 13, 14 tuổi. Thì ra là thiếu trưởng môn đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho Mộc Hàm. Mộc Hàm nhàn nhạt chào hỏi, không biết, người đến tìm ta có chuyện gì không? Ai, gọi thiếu trưởng môn cái gì, ta chỉ là đồ đệ của trưởng môn mà thôi. Nam nhân râu dài vừa cười vừa nói, không phải nói đã nói rồi sao, ngươi và ta là bằng hữu tương giao, ngươi có thể gọi ta là Liễu Thanh Phong. Đương nhiên, nếu không chê ngươi cũng có thể gọi ta là Thanh Phong. Mộc Hàm cười nói, vậy gọi là Liễu Huynh đi. Cũng được, Liễu Thanh Phong còn đang muốn nói thêm gì đó nhưng lại nhìn thoáng qua Hạ Lãnh, hắn không nhịn được nhíu mày, không biết người này là. Hắn là nhi tử của ta. Mộc Hàn mượn cơ hội này để cho Hạ Lãnh tiến lên hai bước, Lãnh Hạ, tới đây, gặp qua thiếu trưởng môn. Sắc mặt của Liễu Thanh Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, Mộc Hàn, ngươi thành thân rồi sao? Vốn dĩ hắn học ở quê nhà Đế Kinh, muốn sau này sẽ thi cử công danh. Đúng lúc thấy năm nay tông môn mở cửa tuyển linh đồng, vì vậy ta để cho hắn đến thử một chút. Mộc Hàm cũng không có giải thích nhiều mà để Hạ Lãnh tiến lên hai bước nữa, Hạ Nhi. Đến đây bái kiến Liễu thiếu trưởng môn đi. Lãnh Hạ, bái kiến Liễu thiếu trưởng môn. Hạ Lãnh cũng không làm chuyện gì dư thừa mà trực tiếp làm theo. Nhiệt huyết trong mắt của Liễu Thanh Phong đã giảm hơn phân nửa, hắn thản nhiên phủi tay áo, ta nhìn thấy hắn không còn nhỏ, chỉ sợ hắn đã bỏ lỡ thời cơ tu tiên tốt nhất rồi. Căn cốt của hắn thật sự rất tốt, trước đây ta cũng từng chỉ điểm cho hắn một hai lần nên đã có chút cơ sở để tu chân. Mộc Hàm biết Liễu Thanh Phong nói thế là có ý gì, cũng không phải là ta muốn Liễu thiếu trưởng môn đặc biệt quan tâm hắn, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho hắn vào danh sách khảo hạch nhập môn. Liễu Thanh Phong có chút khó hiểu nói, Mộc trưởng lão nói đùa rồi, dù gì ngươi cũng là trưởng lão,
tất nhiên có tư cách tiến cử một linh đồng nhập môn. Liễu thiếu trưởng môn mới là đang nói đùa. Mộc Hàm cười nói, tông môn có quy định, cần tránh hiềm nghi người thân khi tiến cử linh đồng nhập môn. Đúng là Ngự Tiên Tông có quy định như vậy, thực ra là vì sợ sẽ hình thành các thế lực gia tộc trong tông môn. Đáng tiếc, quy định này từ lâu đã thành thùng rỗng kêu to, không ai tuân theo. Tuy nhiên, người có thể làm những chuyện vi phạm quy tắc này, nhưng không thể thể hiện ngoài mặt. Là sơ sót của Liễu Mỗ, Liễu Thanh Phong ngượng cười hai tiếng, sau đó chỉ vào thiếu nữ đang đứng bên cạnh, vừa khéo, có gia tộc xa sút đến chỗ ta nhờ giúp đỡ. Năm đó, Liễu Mỗ từng gặp gia chủ của bọn hắn một lần, cho nên khó mà từ chối được. Nàng được gia đình kia đưa tới tham gia khảo hạch nhập môn, cũng xin nhờ Mộc trưởng lão đứng ra làm người giới thiệu. Mộc Hàm gật đầu, tất nhiên không có vấn đề gì rồi, mọi người giúp đỡ nhau thôi mà. Linh Nhi, tới bái kiến Mộc trưởng lão đi. Liễu Thanh Phong quát khẽ. Ánh mắt thiếu nữ ấy có chút sụt rè, nửa người giấu ở sau lưng Liễu Thanh Phong, nhỏ giọng nói, ta tên là Phong Thiên Linh, Mộc. Mộc trưởng lão, xin chào. Mộc Hàm cảm thấy đứa nhỏ thật đáng yêu, cười nói, Phong Thiên Linh, cái tên đó rất hay, người bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi, thiếu nữ ấy rụt rè đáp. Mộc Hàm đặt hai tay lên vai Hạ Lãnh, người lớn hơn Hạ Lãnh nhà ta 2 tuổi, sau này hai người có thể kết bạn, giúp đỡ lẫn nhau trong tông môn. Thiếu nữ ấy liếc nhìn Hạ Lãnh một cái, mím môi, không nói gì. Liễu Mỗ cảm ơn ngươi, công việc của tông môn bận rộn nên ta không tiện quấy rầy thêm nữa. Liễu Thanh Phong chắp tay cáo từ rồi dẫn thiếu ấy đó rời đi. Mộc Hàm khách sáo tiến vài bước, sau đó nhìn về phía Hạ Lãnh nói, ngươi phải đề phòng người này, hắn cũng không phải người tốt gì đâu. Hạ Lãnh nói, hình như ta chưa từng đắc tội với hắn mà. Đừng nói trong giới tu tiên, ngay cả trên địa cầu cũng có rất nhiều người kỳ lạ. Lý do bọn hắn ghét người khác nằm ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Trên địa cầu, Mộc Hàm đã từng là đặc công rất nhiều năm, nàng đã nhìn thấy quá nhiều âm mưu ngươi lừa ta gạt, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là loại thù hận khó hiểu kỳ diệu như thế. 3 ngày sau, khảo hạch nhập môn của Ngự Tiên Tông bắt đầu. Khảo hạch có 3 hạng mục, 2 hạng mục phía trước không có độ khó gì, thuộc về kiểm tra thiên phú và linh căn. Hạ Lãnh tất nhiên là qua ải, còn được đánh giá là tối thượng đẳng. Mà thiếu nữ tên Phong Thiên Linh kia chỉ được đánh giá trung trung đẳng. Khảo hạch thứ 3 chút nguy hiểm, kiểm tra khí vận. Những thứ không thể giải thích được như vậy luôn là một vấn đề về cách khảo hạch, chứ chưa nói đến việc làm thế nào để vượt qua cuộc khảo hạch. Cách làm của Ngự Tiên Tông là đưa mấy trăm hài tử bỏ vào trong rừng sâu mấy trăm dặm ở ngọn núi phía sau tông môn. Ở trong rừng có 60 đóa hỏa linh hoa, bọn hắn chỉ cần tìm được một đóa trong số đó, rồi an toàn đi ra khỏi khu rừng mê cung, sau đó sẽ được tính là thông qua khảo hạch. Con đường tu tiên dài đằng đẵng, có vô số cảnh sắc cũng như vô số nguy hiểm. Khổ tu tất nhiên là quan trọng nhưng khí vận cũng rất cần thiết, Liễu Thanh Phong là người phụ trách khảo nghiệm lần này, hiện giờ hắn đang phát biểu trước mấy trăm linh đồng, trong rừng trăm dặm, có độc trùng mãnh thú, thú dữ, có chướng khí dày đặc. Rất nguy hiểm, tuy nhiên, dọc đường đi sẽ có nhóm sư huynh nội môn bảo vệ cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi cầu cứu bọn hắn thì có thể giữ được tính mạng, nhưng cũng coi như là từ bỏ khảo hạch. Nói nhảm còn nói lớn, Hạ Lãnh sớm nghe mà đau đầu. Bởi vì bên cạnh hắn có một người tên là Tiêu Tú Nhi đang lặp lại lời của Liễu Thiếu Trưởng Môn, còn nhấn mạnh câu nào là trọng điểm, vô cùng phiền phức. Được rồi, hạng mục thứ 3 của cuộc khảo hạch nhập môn bắt đầu. Liễu Thanh Phong nhẹ phất phất vẫy tay. Rừng sâu trăm dặm từ từ mở lối vào, hàng trăm đứa trẻ đã đi vào trong. Hạ Lãnh không vội, đợi hầu hết mọi người rời khỏi, hắn mới chậm rãi đi vào. Chỉ có điều, không chờ hắn đi bao xa. Chợt có mấy thân ảnh cao lớn hơn hắn, chặn đường đi của hắn. Tiểu tử, có người bảo chúng ta, lời còn chưa kịp nói hết, Hạ Lãnh đã phun ra hai chữ tránh ra. Chương 2060, thực sự không đơn giản. Đừng cản đường ta, Hạ Lãnh lạnh lùng nói, ta đang vội. Đứng đối diện là 3 đứa trẻ đầu gấu cao hơn hắn, nhìn khoảng 14-15 tuổi, đang khinh thường nhìn Hạ Lãnh. Mặc dù Hạ Lãnh mới 12 tuổi nhưng hắn khác với những đứa trẻ bình thường, suy nghĩ của hắn cũng sớm trưởng thành, hơn nữa hàng ngày các A-di đều dạy hắn đủ loại kinh nghiệm sống, từ lâu hắn đã không còn cảm thấy kinh ngạc mấy chuyện như vậy nữa.
Tất nhiên, hắn cũng không ngại đánh ba đứa trẻ đầu gầu không thức thời này một trận, để cho bọn hắn biết lễ độ. Vẫn rất phách lối, trong số đó, một đứa có đôi mắt hình tam giác hơi tức giận một chút nói, đúng là thiếu đòn mà. Đứa còn lại là một tên tiểu đầu chọc, hắn nhìn về phía lão đại của ba người, đại hùng ca, chúng ta sẽ tuân theo quy tắc của giang hồ hay trực tiếp đánh hắn. Thực ra, đứa trẻ đầu gấu dẫn đầu đã 16 tuổi, nhưng cả một đời cha hắn chỉ làm tạp dịch ở bên ngoài Ngự Tiên Tông. Được một chút chiếu cố, cố ý báo nhỏ 2 tuổi mới được tham gia vào khảo hạch nhập môn lần này. Vì vậy, hắn nhất định phải thông qua khảo hạch này, không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng lúc, có một vị sư huynh nội môn tìm hắn, bảo hắn làm một chuyện, hắn đã đồng ý không chút do dự. Tiểu tử, đây là mệnh của ngươi, đừng trách ta. Sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng, đại hùng cắn răng nói, động thủ, đánh hắn thật mạnh cho ta. Hai đứa đầu gấu kia vừa muốn động thủ thì đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đại hùng ca, bên kia có người nhìn lén. Tên tiểu tử có đôi mắt tam giác chỉ vào gò đất nhỏ cách đó không xa, nhỏ giọng nói. Đại hùng liếc nhìn người kia một cái, bắt người tới đây. Tiểu chọc đầu nghe lệnh, rón rén chạy đi ngay lập tức, không bao lâu sau đã thấy hắn lôi một tiểu nữ hài ra, đại hùng ca, là nữ hài tử. Sắc mặt của nữ hài ấy lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hạ Lãnh, như đang chờ mong hắn nói điều gì đó. Hạ Lãnh cũng không ngờ Phong Thiên Linh lại ở chỗ này, nhưng hắn vẫn không nói gì đó. Đại hùng ca, hình như nàng ấy là người của thiếu trưởng môn. Mắt tam giác nhìn Phong Thiên Linh, 3 ngày trước, ta nhìn thấy Liễu thiếu trưởng môn dẫn nàng ấy vào tông môn. Tiểu chọc đầu nghe nói như thế thì hoảng sợ, vội vàng buông Phong Thiên Linh ra, a, ta không cố ý, vị tiểu thư này tuyệt đối đừng trách ta. Mặc kệ nàng ấy. Giải quyết tên tiểu tử kia trước đã rồi nói sau. Đại hùng hơi cân nhắc, nhưng hắn vẫn quyết định xử lý Hạ Lãnh trước. Còn về Phong Thiên Linh hoàn toàn có thể không cần để ý tới, tiểu tử, chỉ cần bây giờ ngươi từ bỏ khảo hạch, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Sắc mặt của Hạ Lãnh vẫn không thay đổi, thậm chí còn thương cảm cho ba đứa trẻ đầu gấu này. Đại hùng ca, có vẻ như hắn đang khinh thường chúng ta. Mắt tam giác chỉ vào Hạ Lãnh, có chút nghi ngờ nói. Không phải có vẻ, đúng là hắn đang khinh thường chúng ta. Đại hùng đối với ánh mắt ấy cũng không lạ lẫm gì, bình thường khi đệ tử nội môn gặp đệ tử ngoại môn, ánh mắt bọn hắn nhìn hắn cũng như thế, tự nhiên mang theo cảm giác từ trên cao nhìn xuống khiến cho hắn khó chịu. Nhân lúc các sư huynh nội môn còn chưa tới, đánh hắn đến chết cho ta, đánh chết xong đào bừa một cái hố chôn hắn. Mắt tam giác và tiểu chọc đầu lập tức siết nắm đấm lao về phía Hạ Lãnh, nhìn thấy tư thế kia thực sự rất nhuần nhuyễn, đoán chừng đã rất nhiều lần làm loại chuyện này. Đáng tiếc, bọn hắn đã gặp phải Hạ Lãnh thì chắc chắn là tự rước lấy nhục. Bốp, bốp, bốp. Hạ Lãnh thẳng tay tát cho mỗi người một cái, đánh cho bọn hắn choáng váng mặt mày, đợi đến khi mặt sưng phù mới cảm giác được đau đớn. A, tên có đôi mắt tam giác đau đớn kêu lên. Đau quá. Tiểu chọc đầu bụng mặt, đau đến mức sắp khóc. Đại hùng lại phải nhịn xuống, chỉ là lửa giận trong lòng càng lớn, hắn đút tay vào ngực lấy ra một con dao găm, ngươi dám đánh ta. Vậy thì đừng trách ta tự mình ra tay. Đi chết đi, không thể không nói, tên đại hùng ấy thực sự có chút bản lĩnh, hắn đứng lên múa dao găm vô cùng mạnh mẽ, không giống như hai tên tiểu đệ kia của hắn đánh nhau không có quy luật gì. Hạ Lãnh không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Tiện tay đập vào con dao găm trên tay đại hùng, lại một cước đá văng hắn, sau đó không thèm nhìn mà đi thẳng. Nữ hài tên Phong Thiên Linh kia thấy thế thì do dự một lúc, sợ hãi đi theo sau Hạ Lãnh. Hạ Lãnh liếc nhìn Phong Thiên Linh, thấy dáng vẻ của nàng cứ như đang muốn nói thì lại thôi, hắn cũng không để ý. Chuyện kia, Phong Thiên Linh không nhịn được nữa, thấp giọng gọi Hạ Lãnh. Nghe thấy nàng gọi, Hạ Lãnh vẫn tiếp tục bước đi. Vẫn khoan thai về phía trước, cho đến khi giọng nói của nữ hài đột nhiên nhỏ lại hắn mới quay đầu nhìn, chuyện gì vậy? Phong Thiên Linh sợ hãi nói, có người muốn giết ngươi. Ngươi đang nói ba đứa đầu gấu kia sao? Hạ Lãnh lạnh lùng nói. Phong Thiên Linh lắc đầu nguầy nguậy, không, không phải bọn hắn, mà là một người trong nội môn, a. Mới nói được nửa câu thì nàng vội che miệng hô lên. Hạ Lãnh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng đáng tiếc là đã quá muộn,
một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện, chém về phía cổ hắn với tốc độ cực nhanh. Kiếm quang nhanh chóng xẹt qua, nhưng chỉ cắt đi một chỏm tóc của Hạ Lãnh. Hả, người dùng kiếm không nhìn được kinh ngạc kêu lên, sao ngươi lại có thể tránh thoát được kiếm của ta? Hạ Lãnh liếc nhìn người kia một cái, phát hiện đó là đệ tử nội môn của Ngự Tiên Tông. Tướng mạo người ấy khá bình thường, quần áo cũng không có chỗ gì đặc biệt, nếu như không phải do trong tay hắn cầm một thanh bội kiếm mà chỉ đệ tử tiên môn của Ngự Tiên Tông mới có, hắn thật sự không khác gì nông dân quê mùa. À, sao ngươi không hỏi ta vì sao muốn giết ngươi? Người nọ có chút kỳ quái hỏi, ngươi không muốn biết là ai muốn giết ngươi hả? Hạ Lãnh lạnh lùng nói một câu, ngươi sẽ nói sao? Chuyện ấy chưa chắc đã nói được. Người này khẽ cười một tiếng, nói không chừng ta để cho ngươi làm quỷ thì sẽ hiểu. Không cần thiết, Hạ Lãnh không có ý định làm theo cách của người kia, trực tiếp từ chối. Thực sự là không cần. Người đó khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu cảm thán nói, ban đầu ta cũng rất ngạc nhiên, tại sao lại có người muốn giết một hài tử như ngươi. Xem ra ngươi, tiểu tử này thật sự không đơn giản. Chương 2061. Ta chờ ngươi ở tầng sâu nhất. Sư huynh nội môn, ngươi tới đúng lúc lắm, chúng ta cũng nhận được lệnh phải giết tên tiểu tử này. Tên đại hùng kia từ dưới đất bò dậy kêu ầm lên, ngươi mau giết hắn đi, nhân tiện hãy báo thù thay cho chúng ta, a. Câm miệng, người này trừng mắt nhìn đại hùng, lại nói nhảm nữa, trước tiên sẽ giết các ngươi đấy. Ba người đại hùng sợ tới mức vội vàng che miệng lại, thở mạnh cũng không dám. Còn ngươi nữa, tiểu cô nương, người này nhìn Phong Thiên Linh đang núp sau lưng Hạ Lãnh, chuyện của Phong Thiên Vũ ca ca của ngươi vẫn chưa xong đâu, ngươi thật sự cho rằng Liễu thiếu trưởng môn sẽ bảo vệ gia tộc Vân Phong các ngươi sao? Hạ Lãnh cảm giác được cơ thể của Phong Thiên Linh đang không ngừng run sợ, lạnh giọng nói, ngươi nói nhảm nhiều quá, mau mau cút đi a, đừng lãng phí thời gian của ta. Người trẻ tuổi bây giờ thực sự vô cùng điên cuồng, vậy thì đi chết đi. Người này nhìn sắc trời một chút, sau đó lắc trường kiếm một cái, năm đóa hoa kiếm bay ra ngoài từ mũi kiếm, chúng chia ra lao về phía cổ họng của Hạ Lãnh, Phong Thiên Linh và ba người đại hùng. Chấm chấm chấm. Địa cầu, ở cung điện dưới đáy biển. Người thật là kiêu ngạo, vậy thì đi chết đi. Người mặc áo đen động sát tâm muốn giết chết Hạ Thiên, ngưng kết ra một người khổng lồ màu đen liên tiếp tung cú đấm cực mạnh về phía hắn. Bất kể sức mạnh hay tốc độ, Hạ Thiên tuyệt đối tin tưởng cho dù nắm đấm của tên khổng lồ màu đen kia có to hơn cả người của hắn, hắn cũng không để vào mắt, cũng không quá coi trọng, huống chi thủ đoạn giống như vậy hoàn toàn vô dụng với hắn. Nắm đấm của tên khổng lồ màu đen giống như một chiếc búa lớn nặng nề đập về phía Hạ Thiên. Bang! Hạ Thiên thản nhiên đưa tay ra rồi nhẹ nhàng đẩy nắm đấm của tên khổng lồ màu đen. Chuyện ấy làm sao có thể? Người áo đen kinh ngạc không thôi, hét ầm lên. Mặc dù ngươi là người tu tiên, nhưng cơ thể chưa qua rèn luyện, chỉ là thể xác phàm tục, làm sao ngươi có thể địch nổi một quyền này của ta chứ? Có cái gì mà không thể? Hạ Thiên uể oải nói, bởi vì ta là thiên tài, còn ngươi là đồ ngốc. Người áo đen nghe thấy những lời ấy thì khá khó chịu, rõ ràng là hắn cảm thấy Hạ Thiên đang chế giễu mình. Hạ Thiên, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Ta đã đánh giá thấp ngươi, ngươi thật sự không đơn giản. Tất nhiên là ta không đơn giản rồi, dù sao ta đẹp trai như vậy mà. Hạ Thiên tỏ vẻ đây là chuyện đương nhiên, ngươi, tên ngốc kia không dám lộ diện, chắc chắn vì ngươi rất xấu. Người xấu xí làm sao có thể thắng được một anh chàng đẹp trai như ta chứ? Người áo đen gần như tức giận đến nghẹn lời bởi những lời này, ngươi đây là đang sỉ nhục ta. Ninh Nhụy Nhụy không hề ngạc nhiên chút nào, nàng biết Hạ Thiên chính là người như vậy. Bản thân hắn cũng thật sự cảm thấy như vậy. Ta đã nắm rõ bản lãnh của tên kém thông minh này rồi. Hạ Thiên ngáp một cái, thật vô vị, tiểu muội chân dài, ngươi còn muốn đi khám phá những nơi khác không? Ninh Nhụy Nhụy gật gật đầu, tất nhiên là muốn, tới cũng tới rồi. Vậy được, để ta giải quyết tên đần này trước đã. Hạ Thiên gật đầu, hắn đối với thế giới dưới nước này cũng không có hứng thú lắm, nhưng Ninh Nhụy Nhụy muốn ở lại đây tiếp tục chơi đùa. Hắn tự nhiên cũng vui vẻ đi cùng. Chỉ có điều vẫn nên xử lý người áo đen trước mắt thì tốt hơn. Vừa dứt lời, Hạ Thiên chỉ dùng một cú đấm đánh bay tên khổng lồ màu đen kia thành một làn xương đen, lại một cú đấm khác đánh tan biến làn xương đen.
Cả màn sương đen trong cung điện cũng dần dần tan biến, chỉ còn lại người áo đen. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, Hạ Thiên, ngươi đừng quá tự cho mình là đúng. Đây chỉ là một hóa thân của ta thôi, ngay cả một chút tu vi cũng không có, ngươi có thể đánh bại hắn cũng không có cái gì tốt để kiêu ngạo đâu. Ta cũng chỉ dùng 1/10 sức mạnh mà thôi. Vẻ mặt Hạ Thiên tràn đầy sự khinh thường, đám thẳng tới, thằng ngu, tốt nhất ngươi đừng để ta gặp được, nếu không cứ gặp một lần đánh một lần. Hạ Thiên, ta thừa nhận đã đánh giá thấp ngươi rồi. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, nhưng ta sẽ nhớ kỹ ngươi, chuyện này vẫn chưa xong đâu, ta chờ ngươi ở tầng sâu nhất trong cung điện. Chỉ chốc lát sau, người áo đen đã hoàn toàn biến mất giống như hắn chưa bao giờ xuất hiện. Ta còn chưa hỏi hắn làm cách nào để xuống đây. Ninh Nhụy Nhụy định thần lại, ta chưa nhìn thấy cánh cửa hay đường hầm nào bên trong tòa đại điện này. Làm thế nào chúng ta mới xuống cung điện phía dưới được? Hạ Thiên thuận miệng đáp, không phải ở đây có cái động à? Không thể nào, Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt, nàng quay đầu lại thì thấy cái động mà tên khổng lồ màu đen vừa đập xuống mặt đất, chẳng lẽ người đó đã sớm đoán được bản thân sẽ thất bại, cho nên hắn đã cho chúng ta một thông đạo. Đối với loại chuyện kia, từ trước đến nay Hạ Thiên chưa bao giờ do dự, tiểu muội chân dài, cô thử xem chẳng phải sẽ biết ư. Nhìn nó giống như một cái động không đáy. Theo bản năng, Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy nguy hiểm. Nàng lập tức nghĩ tới việc phải dính ở bên người Hạ Thiên, dường như không cần suy nghĩ nhiều, thế là nàng nói, mặc kệ, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Nghe nói như thế, Hạ Thiên ôm lấy eo nhỏ của Ninh Nhụy Nhụy, trực tiếp nhảy xuống cái động không đáy kia. Chương 2062. Gặp người quen cũ. Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy rơi xuống động, chừng vài phút sau cuối cùng cũng đụng đáy. Trước mặt bọn hắn là một con sông rộng lớn không thấy bến bờ, nước sông lại vô cùng trong vắt, liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy đáy sông, còn thấy tôm cá bơi lội bên trong. Cũng may bây giờ Ninh Nhụy Nhụy đã thấy nhiều nên không cảm thấy kỳ quái nữa. Cũng không đặt câu hỏi với Hạ Thiên, sợ bị hắn nói là đồ ngốc. Ở đây, có chút cổ quái, ngược lại, trên mặt của Hạ Thiên lộ ra sự nghi ngờ, không khỏi tự lẩm bẩm. Ninh Nhụy Nhụy nghe không rõ Hạ Thiên nói cái gì, quay đầu hỏi, ngươi nói ở đây làm sao? Hình như ta đã thấy ở nơi nào rồi. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, con sông ấy đúng là cho hắn cảm giác như đã từng quen biết, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì lại không có chút đầu mối gì. Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng hỏi, chẳng lẽ nó giống với con sông ở quê nhà ngươi? Ta lớn lên ở trên núi Thanh Phong, nơi đó không có con sông rộng lớn như thế này. Hạ Thiên lười biếng nói với Ninh Nhụy Nhụy, không phải cô đã tới đó rồi sao? Nhưng con sông trong vắt như vậy đúng là hiếm thấy, ta đã đi qua nhiều quốc gia mà cũng chưa từng gặp qua. Ninh Nhụy Nhụy nhìn chằm chằm nước sông một lúc lâu. Không khỏi cảm khái nói, nếu như ngươi đã gặp qua thì chắc sẽ có ấn tượng khắc sâu mới đúng. Hạ Thiên rất nhanh không còn hứng thú với con sông này nữa, dù sao sông có đẹp có trong xanh như thế nào thì cũng không liên quan gì tới hắn cả. Nhưng dưới đáy biển lại có một con sông, đây là thao tác gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy rất là nghi ngờ, chẳng lẽ lại là ảo giác? Tiểu muội chân dài, cái này không phải là ảo giác, mà là chân thật. Hạ Thiên nghiêm túc trả lời. Ở đây đúng là không nên có sông, chẳng qua là có người rời một con sông đến đây thôi. Rời sông lại đây. Ninh Nhụy Nhụy cho rằng mình nghe lầm, người xác định không có nói đùa. Cái này làm sao mà rời được chứ? Hạ Thiên lười biếng nói, mặc kệ rời nó như thế nào, dù sao thì đã dọn tới đây rồi. Ngươi đang đùa ta có phải không? Ninh Nhụy Nhụy lộ ra biểu lộ kinh ngạc, nhìn về phía Hạ Thiên, chuyện đó hoàn toàn không khoa học nha. Dòng sông cũng không phải bàn ghế, muốn chuyển là có thể chuyển sao? Cách nói của ngươi hoàn toàn giải thích không thông. Đương nhiên là giải thích không thông rồi, chuyện kia đơn giản là một con sông ở dưới lòng đất mà thôi. Lúc này bên cạnh có một giọng nói vang lên, chẳng lẽ Ninh Đại Mỹ Nữ vang danh toàn thế giới lại tin tưởng cách nói kia sao? Không biết nên nói ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn đây? Ninh Nhụy Nhụy quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Phát hiện có vài người đang ngồi trên một tảng đá cạnh bờ sông cách hai người không xa, người lên tiếng chính là một nữ nhân trong đó, nàng ta có vóc dáng rất cao. Ninh Nhụy Nhụy nhận ra nữ nhân này, hơn nữa còn không phải là nhận biết bình thường, cả hai thậm chí còn có một đoạn ân oán tình cừu khá là phức tạp.
Nàng ta tên là Tiền Mẫn Mẫn, là đồng đội nhảy cầu trước đó của Ninh Nhụy Nhụy, thật ra trình độ của nàng ta không kém, chỉ là tâm tư không đặt ở trên vận động, hơn nữa đặc biệt thích sử dụng những thủ đoạn nhỏ. Nàng ta đã vụng trộm ngáng chân Ninh Nhụy Nhụy trên sân thi đấu chính thức rất nhiều lần, thậm chí còn hạ độc trong đồ uống của nàng, kết quả bị người khác phát hiện, đội nhảy cầu quyết định đuổi nàng ta, lúc sau không còn nghe thấy tin tức về người này nữa, không ngờ bây giờ lại chạm mặt nàng ta ở đây. Tiền Mẫn Mẫn, Ninh Nhụy Nhụy đúng là vô cùng bất ngờ, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vì sao ta không thể ở đây? Nữ nhân kia vén tóc sang một bên, khuôn mặt và thần thái đã không còn nét ngây ngô như năm đó, ngược lại tràn đầy phong tình, chẳng lẽ chỉ cho phép Ninh đại mỹ nữ ngươi khiêu chiến cực hạn, không cho phép người khác chơi sao? Lời ấy cũng đúng, việc của người khác chung quy là việc của người khác, Ninh Nhụy Nhụy không có quyền đi quản, cũng không hứng thú đi quản. Vì thế lại nói, nếu đã như thế, vậy thì ta không quấy rầy nữa. Chờ đã, nữ nhân kia rõ ràng không muốn buông tha Ninh Nhụy Nhụy dễ dàng như vậy nói, nếu đã gặp nhau ở đây rồi, vậy đã cho thấy chúng ta vẫn có duyên phận, không bằng thanh toán nợ cũ năm xưa đi. Hình như ta không có nợ cũ gì cần thanh toán với ngươi cả. Ninh Nhụy Nhụy có chút khó hiểu. Nữ nhân cao lớn cười ha ha, quả nhiên vẫn là thái độ cao cao tại thượng đấy. Lúc đầu ta đang ở đội nhảy cầu tiền đồ vô lượng, đáng tiếc bị ngươi đổ nước bẩn hãm hại, bị đuổi ra khỏi đội, ngươi biết ta phải trải qua đoạn thời gian kia thê thảm như thế nào không? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi bị khai trừ là do gieo gió gặt bão, chuyện đó ngươi chỉ có thể trách bản thân. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong cảm thấy có chút buồn cười, hơn nữa, năm đó ta không có truy cứu ngươi đã là khoan dung độ lượng, ngươi còn có mặt mũi nhắc lại chuyện này sao? Chậc chậc chậc. Có nghe không, các ngươi nghe thấy chưa? Nữ nhân cao lớn kia nhìn về phía đồng bạn, vừa cười vừa nói, hại người khác còn nói năng hùng hồn như thế, nói vậy ta còn phải cảm ơn ngươi năm đó đã nương tay. Bên cạnh Tiền Mẫn Mẫn có một nam tử cao lớn đang nằm nghiêng, nhìn tướng mạo là biết ngay người ngoại quốc, nhưng mà hắn lại nói tiếng Trung rất lưu loát, Mẫn Mẫn, nàng ấy chính là nữ nhân mà ngươi vẫn luôn ghi hận sao? Đúng vậy, chính là nàng ta. Những năm qua, ta nghèo túng chính là do nàng ta ban tặng. Nữ nhân kiệu oán độc nói, nếu không có nàng ta thì ta đã sớm là quán quân Olympic, vang danh toàn thế giới, cũng không đến mức lưu lạc bỏ mạng kiếm tiền như bây giờ. Hết thảy đều là lỗi của nàng ta. Chương 2063, ngày nào ngươi cũng nhuộm tóc mà không thấy mệt sao. Nam tử ngoại quốc kia đứng lên ôm vai Tiền Mẫn Mẫn, hôn nàng một cái, nói, Mẫn thân ái, ngươi đừng tức giận. Bây giờ không phải là thời cơ để ngươi báo thù rồi sao? Ninh Nhụy Nhụy, hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, thực sự là ý trời mà. Nữ nhân kia cười hai tiếng, xem ra ông trời cũng phát giác năm đó ta gặp bất công, cho nên mới đưa ngươi đến trước mặt ta. Ninh Nhụy Nhụy ta không thẹn với lương tâm. Ninh Nhụy Nhụy lười nói nhảm với nữ nhân này, muốn nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi, ta không rảnh dây dưa với ngươi những chuyện xưa lơ xưa lắc như vậy. Muốn chạy, không có cửa đâu, nữ nhân kia từ trên tảng đá nhảy xuống, đi tới trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, chặn đường nàng và Hạ Thiên, mấy năm nay ta chưa bao giờ quên được ngươi, hôm nay khó khăn lắm mới gặp phải, nếu như không ôn chuyện cũ cho tốt gì quả là lãng phí. Ninh Nhụy Nhụy chưa bao giờ là người sợ phiền phức, nàng chỉ là lười, nhưng mà bây giờ người khác đã bắt nạt tới tận cửa, đương nhiên nàng sẽ không lùi bước a, vậy ngươi muốn ôn chuyện như thế nào? Đương nhiên là so tài cao thấp rồi. Nữ nhân cao lớn trừng mắt nhìn Ninh Nhụy Nhụy, không phải ngươi luôn cảm thấy bản thân lợi hại nhất sao, cảm thấy ai cũng không bằng mình, vậy bây giờ chúng ta so tài đi. Nàng bình tĩnh hỏi, muốn so cái gì? Đương nhiên là nhảy cầu và bơi lội. Nữ nhân kia chỉ mặt sông, trong sông này cách mỗi 500 mét sẽ có một cục đá, ngươi chắc biết điều ấy là ý gì rồi phải không? Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, đương nhiên. Nếu muốn so, tự nhiên sẽ muốn chút tiền đặt cược, Ninh đại mỹ nữ, ngươi thấy có đúng không? Nữ nhân kia mỉm cười nhìn Ninh Nhụy Nhụy, không biết ngươi dám đáp ứng không? Ninh Nhụy Nhụy cũng cười, nói, trên thế giới này còn không có chuyện mà ta không dám làm. Hạ Thiên nghe xong, lời kia hình như là lời kịch mà hắn thường nói, nhưng không quan trọng, ai bảo Ninh Nhụy Nhụy là bạn gái hắn chứ? Rất tốt, trên mặt nữ nhân kia lộ ra nụ cười như ý. Nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi ta, còn có.
Còn có, nếu như ngươi thua thì nhất định phải gia nhập vào đoàn đội của ta. Đúng rồi, ta tên là Mai, là một nhà thám hiểm. Nam nhân ngoại quốc kia đột nhiên xen vào, sau khi gia nhập vào đoàn đội thì ngươi phải làm tình nhân cho ta, giống như là mẫn thân ái vậy, thế nào? Trên mặt nữ nhân nọ lộ ra biểu cảm mất tự nhiên, nhưng không biết nàng ta nghĩ tới điều gì, thần sắc lại tràn đầy thống khoái, đúng rồi, quyết định như vậy đi. Tên ngu ngốc nhà ngươi tìm chết đúng không, dám đánh chủ ý lên nữ nhân của ta. Chuyện gì Hạ Thiên cũng có thể không quan tâm, nhưng nếu chuyện đó liên quan tới vợ và bạn gái của hắn, dù chỉ là một chút thì hắn cũng tuyệt đối không để yên. À, đây là nam nhân ngươi tìm được sao? Lúc này, nữ nhân kia mới chú ý tới sự tồn tại của Hạ Thiên, ánh mắt khét bỏ dò xét từ trên xuống dưới, Ninh Nhụy Nhụy, phẩm vị của ngươi càng ngày càng kém, mặt hàng như vậy mà cũng để ý sao? Ngươi đừng nhúc nhích, việc này để ta giải quyết. Ninh Nhụy Nhụy biết tính cách Hạ Thiên là gì, vội vàng ôm cánh tay của hắn. Hạ Thiên bĩu môi, nói cô muốn giải quyết thì cứ tự nhiên, nhưng ta vẫn còn muốn đánh cho tên ngốc tóc nhuộm kia một trận. Nói chuyện chú ý chút, ta đây là trời sinh tóc vàng, bởi vì ta có huyết thống quý tộc phương Tây cổ xưa nhất. Nam nhân ngoại quốc nói với vẻ mặt ngạo nghễ, nể tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này ta tha ngươi, nếu lại nói sai lần nữa, đó chính là sự ô nhục lớn lao với ta. Kẻ đần chính là kẻ đần, ngay cả mình mà cũng lừa gạt. Hạ Thiên ngáp một cái, thuận miệng nói, mỗi sáng đều nhuộm tóc không mệt mỏi sao. Còn nữa, huyết thống của ngươi tuyệt đối không có cao quý, cha mẹ ngươi cũng không phải là người ngoại quốc, mà là... Ngươi cầm miệng cho ta. Nam nhân ngoại quốc kia thẹn quá hóa giận, lập tức móc súng nhắm ngay Hạ Thiên, dám cả gan làm nhục ta như thế, hôm nay ta lấy huyết mạch cao quý trên người thề, nhất định phải giết. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên thu hồi chân, khôi phục thần thái lười biếng, tiểu muội chân dài, cô còn muốn lãng phí thời gian với những tên ngốc đó à? Ninh Nhụy Nhụy lạnh nhạt nói, nếu đáp ứng rồi thì dĩ nhiên phải làm, huống chi Ninh Nhụy Nhụy ta không có khả năng thất bại. Nữ nhân cao lớn kia nhìn bọn hắn với sắc mặt phức tạp, tiếp đó thay đổi một bộ áo tắm đặc chế, chậm chậm đi đến bờ sông, Ninh Nhụy Nhụy, ngươi đừng có tự tin thái quá. Lúc trước trình độ của ta ở trong đội cũng không kém ngươi là bao, mặc dù mấy năm nay ta không có tham gia thi đấu, nhưng ta cũng không có nhàn rỗi. Đi theo đội thám hiểm của Mai vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, tố chất thân thể đã sớm hơn xưa, ngươi không thắng được ta đâu. Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên giống nhau, không thích nói nhảm nhiều, nàng đi theo đến vách đá, lạnh nhạt nói, ngươi vẫn là nói xem, nếu như ngươi thua thì có thể lấy ra cái gì làm tiền đặt cược. Nếu như ta thua, vậy ta sẽ tặng bút ký thám hiểm mấy năm nay ta viết cho ngươi. Nữ nhân kia nhướng mày nhìn nàng, còn có tin tức mấu chốt liên quan tới việc tầm bảo đáy biển lần này, ta biết ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Thành giao, Ninh Nhụy Nhụy gật đầu. Hai người liếc nhau một cái, đợi 3 giây, sau đó đồng loạt từ trên bờ sông nhảy xuống, dáng người yêu mỹ, trông như là hai mỹ nhân ngư. Ha ha ha. Bạn gái của ngươi chắc chắn sẽ thua thôi. Nam nhân ngoại quốc bị Hạ Thiên đánh bay vừa rồi đang lồm cồm bò dậy. Chúng ta đến bờ sông này đã 3 ngày rồi, cũng tìm tòi con sông kia mấy lần. Đừng nhìn nước sông trong vắt, thật ra nó có tính ăn mòn cực lớn với cơ thể con người. Thôi, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp, ta sẽ cho người cứu bạn gái của ngươi trở về. Ngu ngốc, Hạ Thiên trợn mắt một cái, sau đó cho tên đấy thêm một cước nữa. Chương 2064. Đánh cược. Vào nước hơi lạnh, Ninh Nhụy Nhụy cảm nhận được sự lạnh lẽo ở bên ngoài, trong nước còn có một tia thiêu đốt gần như khó mà nhận ra, chuyện này rất không bình thường. Nước sông này có vấn đề, trong đầu Ninh Nhụy Nhụy thoáng hiện lên một ý niệm như thế. Nhưng nàng cũng không có dừng lại hay lớn tiếng kinh hô, là một vận động viên chuyên nghiệp, khi đang thi đấu gặp phải tình trạng bất ngờ tuyệt đối vẫn phải duy trì trạng thái thấy biến không kinh. Tranh tài quan trọng, những thứ khác phải đợi sau khi kết thúc trận đấu lại nói. Trong lòng của Tiền Mẫn Mẫn vô cùng sảng khoái, bọn hắn đã thăm dò con sông ấy trước đó, bởi vậy còn trả giá mấy mạng người. Sở dĩ nàng kích Ninh Nhụy Nhụy xuống nước, chính là muốn nhân cơ hội này lấy mạng của Ninh Nhụy Nhụy, để giải mối hận trong lòng nàng. Nước sông rất trong, nhìn qua không có khuyết điểm gì, nhưng thật ra lại có tính ăn mòn cao. Hơn nữa sẽ từ từ thấm vào bên trong cơ thể qua làn da, đại khái chừng nửa giờ sau sẽ phát tác,
đến lúc đó người dính phải nước sông, cơ thể sẽ nát giữa mà chết. Tiền Mẫn Mẫn đã mặc áo tắm đặc chế, lại sớm chuẩn bị thuốc uống, bơi qua lại 500 mét hoàn toàn không có vấn đề gì, mà Ninh Nhụy Nhụy không có bất kỳ đối sách phòng vệ nào, nhất định sẽ trúng chiêu. Cứ như vậy, cho dù thắng hay thua thì nàng cũng có thể lấy mạng của Ninh Nhụy Nhụy, cái này quả thật là một kế hoạch báo thù hoàn mỹ. Chờ đã, tại sao ta lại rơi lại phía sau rồi? Khi Tiền Mẫn Mẫn còn đang đắc ý thì bỗng dưng nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy đột ngột tăng tốc, trong nháy mắt đã bỏ nàng lại đằng sau, không có khả năng, nước sông chắc đã ăn mòn làn da của nàng mới đúng, tại sao nàng ta vẫn có thể bơi nhanh như vậy được? Ninh Nhụy Nhụy hiển nhiên không có suy nghĩ nhiều như vậy, nàng đang tập trung tinh thần, hết sức chuyên chú vẫn duy trì tư thái bơi lội ưu nhã, tại thời điểm thích hợp lại tăng tốc sông lên, còn vấn đề liên quan tới nước sông đã sớm bị nàng vứt qua sau đầu. Mặc kệ là vận động gì, chỉ cần có tính khiêu chiến bản thân thì Ninh Nhụy Nhụy đều rất thích, hơn nữa một khi bắt đầu sẽ bài trừ tạp niệm, toàn lực ứng phó, đây là sự tôn trọng của nàng đối với vận động, đồng thời cũng là tín niệm mà nàng kiên trì cho tới bây giờ. Tiền Mẫn Mẫn hiển nhiên không phải là người như thế, mặc kệ vận động hay chuyện khác, đối với nàng mà nói thì tất cả đều chỉ là công cụ, là hòn đá kê chân mà thôi, dưới cái nhìn của nàng, tín niệm tinh thần gì đó đều là đánh rắm. Một khi bước vào trận đấu thì lợi ích là tối cao, thắng thua là trên hết, cho nên nàng không thể nào tiếp thu được thất bại. Tiền Mẫn Mẫn nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy dễ dàng vượt qua mình như thế, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được. Lúc trước khi còn ở trong đội nhảy cầu, nàng tự nhận thực lực của mình là mạnh nhất, kết quả Ninh Nhụy Nhụy vừa tới nháy mắt đã đoạt hết danh tiếng của nàng, hơn nữa còn vang danh toàn thế giới, chuyện ấy làm sao không khiến nàng ghen ghét cho được. Chuyện kia vẫn luôn canh cánh trong lòng nàng, cho nên nàng đã sử dụng các loại thủ đoạn vặt vãnh muốn cho Ninh Nhụy Nhụy xấu mặt, đáng tiếc không như mong muốn, kết quả cuối cùng lại là nàng bị đuổi khỏi đội. Những năm gần đây nàng như nổi điên mà rèn luyện bản thân, chính là nghĩ tới một ngày nào đó sẽ có thể siêu việt Ninh Nhụy Nhụy, để cho tất cả mọi người nhìn rõ ràng nàng mới là nữ hoàng trong nước danh xứng với thật. Nhưng toàn bộ sự việc diễn ra ở trước mắt lại cho nàng một kích trầm trọng. Sự chênh lệch giữa người với người thật sự lớn tới như vậy sao? Ta không phục, ta không tin ta sẽ thua bởi ngươi. Ôm ý niệm như thế, Tiền Mẫn Mẫn cố gắng đuổi theo Ninh Nhụy Nhụy. Chỉ là sau khi cắn răng đuổi theo 1-2 phút, Tiền Mẫn Mẫn vẫn không tài nào rút ngắn được sự chênh lệch với Ninh Nhụy Nhụy, ngược lại càng ngày càng bị rơi lại phía sau, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nàng tuyệt đối sẽ phải thua cuộc. Tại sao nàng ta có thể bơi nhanh đến như vậy? Lòng đố kỵ của Tiền Mẫn Mẫn lại dâng lên lần nữa, nhìn hình bóng khỏe mạnh lại ưu nhã phía trước, lý trí của nàng dần dần đánh mất, sau đó lặng lẽ móc ra một cái nỏ bắn dưới nước từ trong chiếc túi mang theo bên mình. Đây là món vũ khí mà Tiền Mẫn Mẫn mang theo trước khi xuống nước, nàng đã sớm có tính toán giải quyết Ninh Nhụy Nhụy ngay tại đây, để giải tỏa nỗi oán hận bấy lâu nay trong lòng mình. Để ta xem ngươi còn bơi như thế nào nữa, đi chết cho ta. Tiền Mẫn Mẫn nhắm ngay Ninh Nhụy Nhụy đang bơi phía trước, sau đó bóp cò không chút do dự. Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy đang bơi lội một cách hết sức chăm chú, nhưng theo bản năng vẫn cảm nhận được nguy hiểm, nàng vô thức hơi nghiêng người tạo thành một đường vòng cung duyên dáng trong nước, bàn tay vung lên tóm được mũi tên rồi tiện tay quăng sang một bên, tiếp tục bơi về phía trước. Vậy mà nàng ta cũng có thể tránh thoát, sao lại như thế được? Ách, Tiền Mẫn Mẫn nhìn ngây người. Chưa kịp cảm khái xong thì bỗng dưng có một mũi tên ghim thẳng vào người nàng, Tiền Mẫn Mẫn không nhịn được phát ra một tiếng rên thảm. Ở trên bờ, Hạ Thiên lại bị người của đội thám hiểm bao vây, mà tên Mai kia thì bị một nữ đội viên đỡ đến bên cạnh cứu chữa. Các ngươi trông chừng cho kỹ vào, đừng cho hắn chạy thoát. Mai mới vừa được đồng bạn cứu tỉnh, trên người gãy vài cây xương, đang được băng bó khẩn cấp, hắn ngồi đó kêu ầm lên. Hôm nay không giết chết hắn thì ta không phải họ Mạch. Mai, tố chất cơ thể của bọn hắn nhìn qua không tồi, tất cả đều là nhà mạo hiểm mà Mai chọn lựa từ các nơi trên thế giới, ai nấy đều có chút danh tiếng ở trong giới, quyền cước công phu đương nhiên không yếu, cho nên dù nhìn thấy Hạ Thiên đá bay Mai bằng một cước thì bọn hắn cũng không để ở trong lòng. Chương 2065, có gì hỏi ta là được rồi. Vị bằng hữu này, ta muốn xác nhận một chút. Một nhà thám hiểm nam để đầu đinh không nhìn được hỏi Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy thật sự là bạn gái của ngươi sao? Ta thấy không giống cho lắm, chẳng lẽ?
ta không phải là bạn bè của ngươi, thằng ngu nhà ngươi tốt nhất là đừng gọi bậy. Người nọ còn chưa nói hết câu thì Hạ Thiên đã ngắt lời, ngươi cũng không có tư cách làm bạn bè của ta. Nam nhân đầu đinh lập tức nổi giận, chỉ vào Hạ Thiên quát mắng, mẹ nó, người mắng ai đồ ngốc hả? Đương nhiên là tên ngu ngốc nhà ngươi chứ ai? Hạ Thiên lười biếng nói, tiểu muội chân dài là bạn gái của ta, không cần thằng ngu nhà ngươi tới xác nhận. Đừng tưởng rằng ngươi đánh ngã Mai là cho rằng mình rất ghê gớm. Nam nhân đầu đinh hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Hạ Thiên quát mắng, hắn chỉ là một tên công tử bột, nếu không phải là hắn có thể kéo tài trợ đến, lại có thể cung cấp trang bị tốt, còn lâu lão tử mới gia nhập vào nhóm thám hiểm vớ vẩn này. Hạ Thiên chừng hắn một cái, khó chịu nói, đám đầu ngốc các ngươi tham gia đội nào đều không liên quan gì tới ta, tốt nhất đều câm miệng lại, chớ quấy rầy ta xem bạn gái bơi lội, bằng không thì coi chừng ta đánh các ngươi. Nam nhân đầu đinh lạnh nhạt lườm Hạ Thiên một cái, dở giọng chanh chua, ha ha, nếu đã như thế, hay là chúng ta đánh cược một ván đi, nhìn xem ai trong các nàng sẽ chiến thắng. Không có hứng thú, Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ không chút quan tâm, căn bản không coi những người này ra gì, hắn chỉ mải mê nhìn dáng người bơi lội xinh đẹp của Ninh Nhụy Nhụy trong nước, tự lẩm bẩm, thì ra khi tiểu muội chân dài bơi lội lại đẹp mắt như vậy, sau này nhất định phải bắt nàng ấy mặc áo tắm bơi thêm mấy lần. Bơi thêm mấy lần, nam nhân đầu đinh kia nghe được câu này thì không khỏi cười ra tiếng, trên mặt tràn đầy trào phúng, ngươi vẫn là tỉnh táo lại đi. Xem ra ngươi còn không hiểu rõ Tiền Mẫn Mẫn là ai, nữ nhân kia có tiếng là tâm ngoan thủ lạt, mấy năm này người chết ở trong tay nàng không có 10 thì cũng 8, lý do đều là vượt qua nàng ở phương diện nào đó. Nếu như Ninh Nhụy Nhụy thua thì còn tốt, có thể giữ được một cái mạng. Một nhà thám hiểm khác cũng bắt đầu cười nói, nếu không, một khi Tiền Mẫn Mẫn phát hiện mình không thắng được, nàng ta tuyệt đối sẽ nổi sát tâm. Nhìn tình hình bây giờ, ta đoán Ninh Nhụy Nhụy sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Ngươi không biết phải không, thật ra nước sông có tính ăn mòn, hơn nữa còn có độc, nếu như không mặc áo tắm đặc chế để phòng hộ, chỉ cần ngâm nước một hồi sớm hay muộn gì cũng sẽ chết. Từ lúc bắt đầu thì cuộc tỉ thí này đã là cái bẫy của Tiền Mẫn Mẫn rồi, cho nên đừng chờ, Ninh Nhụy Nhụy không về được đâu. Chỉ là cái bẫy do một kẻ bất tài tạo ra mà thôi, Ma Lem kia căn bản không phải đối thủ tiểu muội chân dài. Hạ Thiên nghe có chút phiền, nhìn những người này nói, cho dù toàn bộ đám ngu ngốc các ngươi chết hết thì nàng ấy cũng sẽ không chết. À, trong nước sông xuất hiện vết máu, nam nhân đầu đinh mắt sắc nhìn thấy dị trạng trong sông. Xem ra Tiền Mẫn Mẫn đắc thủ rồi. Chậc chậc chậc, thật là đáng tiếc cho Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy đã bị giải quyết, vậy tiểu tử kia xử lý như thế nào đây? Đương nhiên là làm thịt hắn rồi. Mai cuối cùng cũng được băng bó xong, hắn cầm súng lục nổi giận đùng đùng chạy tới, chỉ vào Hạ Thiên, cầm đầu của hắn ra ngoài, đi tìm Diệt Thần đổi tiền thưởng. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mai. Lời biếng nói, ta ghét nhất người khác cầm vũ khí chĩa vào ta, xem ra tên ngu si nhà ngươi rất muốn chết. Con mẹ nó, ta cứ chĩa súng vào ngươi đấy, ta còn muốn nổ súng bắn chết ngươi. Mai tràn đầy phẫn nộ, mắng Hạ Thiên không ngừng, trước tiên lão tử sẽ bắn nát chân của ngươi. Phanh! Tiếng súng vang lên. A! Tiếng kêu thảm thiết cũng lập tức vang lên. Mẹ nó, mắt chó của ngươi bị mù rồi hả, nổ súng ở hướng nào vậy? Người trúng đạn rõ ràng là tên nam nhân đầu đinh, hắn che lấy bắp đùi trái rồi ngã xuống đất, không ngừng kêu la thảm thiết. Tất cả mọi người trong nhóm thám hiểm đều sợ ngây người, có chút không thể hiểu được tình huống trước mắt này. Không thể nào, rõ ràng ta đã ngắm trúng tiểu tử này mà. Ách, Mai cũng sửng sốt một chút, sau đó lại bắn một phát súng, nhưng mà lần này người phát ra tiếng rên thảm lại là chính hắn. Hạ Thiên cười hì hì nói, đám đầu ngốc các ngươi thật là thú vị, không có việc gì lại tự bắn mình chơi. Ngươi, là ngươi, tuyệt đối là ngươi dở trò quỷ. Mặc dù Mai không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà hắn theo bản năng cảm giác chắc chắn là Hạ Thiên động tay động chân, ngươi đã làm gì ta hả? Vũ khí là của tên kém thông minh nhà ngươi, người nổ súng cũng là chính mình. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái này thì liên quan gì tới ta chứ? Mích quả thật muốn tức điên rồi, lập tức nổ 3 phát súng. Phanh, phanh, phanh. Toàn bộ đám người thám hiểm đều bị trúng đạn ngã xuống đất, không kịp phát ra bất cứ tiếng kêu thảm nào.
không có khả năng, ta không tin là không bắn trúng được ngươi. Mai Triệt để đánh mất lý trí, hắn đổi một băng đạn khác, tiếp lấy lại là một trận cuồng xả súng, đi chết đi. Ách, tiểu muội chân dài đã trở về, ta không rảnh lãng phí thời gian ở đây với các ngươi. Hạ Thiên thưởng cho Mai một cước, người này lại bay ngược ra ngoài lần nữa, mềm oặt mà té lăn trên đất, không rõ sống chết. Chỉ chốc lát sau, một bóng người tuyệt mỹ từ trong sông nhảy ra, nàng rũ nước ra khỏi mái tóc dài, ném thứ đồ vật sách trong tay lên trên bờ, tiếp đó đi về phía Hạ Thiên. Ngươi làm cái gì? Ninh Nhụy Nhụy trông thấy một đám người nằm la liệt trên bờ sông, không khỏi kỳ quái hỏi, bọn hắn đã chết rồi à? Tiểu muội chân dài, cô để ý đám ngu ngốc kia làm gì? Hạ Thiên cười hì hì, nhanh chóng kéo Ninh Nhụy Nhụy vào trong ngực, lập tức giở trò, ngược lại là thân hình của cô, tại sao ta lại cảm thấy tốt hơn trước vậy? Ninh Nhụy Nhụy trợn mắt một cái, vỗ rất bàn tay đang làm loạn của Hạ Thiên, nói Tiền Mẫn Mẫn nửa đường muốn ám toán ta, nhưng mà cuối cùng bản thân lại trúng chiêu, người qua đó xem nàng ta chết chưa? Muốn giết bạn gái của ta, vậy khẳng định là chết rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người nghiêm túc một chút cho ta còn có vài lời muốn hỏi nàng. Tiểu muội chân dài, có cái gì thì cô hỏi ta là được rồi. Hạ Thiên nói với vẻ mặt nghiêm túc, ta biết tất cả mọi chuyện, cô cứ tùy tiện hỏi. Mặc kệ ngươi, Ninh Nhụy Nhụy đi đến trước mặt Tiền Mẫn Mẫn, cúi người kiểm tra trạng huống cơ thể của nàng ta. Lúc này Tiền Mẫn Mẫn đột nhiên mở mắt, đâm mũi tên siết chặt trong tay về phía cổ của Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy, ngươi đi chết cho ta. Chương 2066, là giả. Bang. Ninh Nhụy Nhụy vỗ rớt mũi tên trên tay Tiền Mẫn Mẫn, không nói thở dài, đừng uổng phí sức lực, chút thủ đoạn ấy của ngươi thực sự quá ngây thơ, không có tác dụng đối với ta. Ta không cam tâm, áo tắm trên người Tiền Mẫn Mẫn đã sớm bị phá vỡ, da thịt dính nước sông, đã sớm không có khí lực gì, ra tay tấn công Ninh Nhụy Nhụy chỉ là hận ý trong lòng khó tiêu thôi. Ninh Nhụy Nhụy rất là không hiểu, hỏi, hình như ta với ngươi không có thâm cửu đại hận lớn như vậy, lúc trước ở trong đội ta cũng giúp đỡ ngươi rất nhiều lần, xem như ngươi bị khai trừ là bởi vì ta thì cũng không đến mức muốn dồn ta tới chỗ chết chứ. Như thế nào không đến mức, ánh mắt cừu hận của Tiền Mẫn Mẫn không giảm, nàng siết chặt nắm tay trừng Ninh Nhụy Nhụy, từ nhỏ đến lớn ta đều là người ưu tú nhất, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tranh đoạt với ta cái gì. Trước khi ngươi đến thì ta là thiên chi kiêu nữ, tương lai ta sẽ là nữ hoàng trong nước, tất cả mọi người đều vây quanh ta. Nhưng kể từ khi ngươi tiến vào đội, vinh dự gì cũng là của ngươi, phong quang gì cũng đều là của ngươi, dựa vào cái gì? Bàn về thực lực, ta căn bản không thua kém ngươi bao nhiêu, bàn về lý lịch, ta còn tới sớm hơn ngươi 2-3 năm. Tiền Mẫn Mẫn càng nói càng nghĩ không ra, càng nói càng phẫn nộ, ngươi chỉ xinh đẹp hơn ta một chút, còn không phải là do nhà ngươi giàu có, cho nên những người kia vội vàng bỡ đỡ chân thối của ngươi lên. Ta không phục, đều là do ngươi sai, là ngươi cướp đi hết thảy của ta. Đầu óc tên xấu xí nhà ngươi có vấn đề à? Hạ Thiên nghe vậy, lười biếng nói tiểu muội chân dài không phải đẹp hơn ngươi một chút, mà là đẹp hơn ngươi gấp 1 vạn lần, hơn nữa chân của nàng không hề thối, trái lại còn rất thơm, chân của ngươi mới thối. Ninh Nhụy Nhụy tức giận đánh Hạ Thiên một chút, làm hắn đừng nói hưu nói vượn nữa. Hết thảy là do chính ngươi phá hủy, không hề liên quan tới ta hay bất cứ người nào. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu thở dài, nói với Tiền Mẫn Mẫn, trước hôm nay, ta thậm chí còn không biết mình đã từng đắc tội ngươi khi nào, từ đầu đến cuối đều do ngươi không chịu buông tha chính mình thôi. Cho nên ta mới chán ghét ngươi, lúc nào cũng từ trên cao nhìn xuống, bày ra dáng vẻ mọi việc không liên quan đến mình. Sự oán hận trong lòng Tiền Mẫn Mẫn càng mãnh liệt, đừng tưởng rằng như vậy thì ta sẽ nguyện ý tha thứ cho ngươi, ngươi đừng có mà si tâm vọng tưởng. Ngươi cũng quá để ý bản thân rồi. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy người này có chút đáng giận, lại có chút đáng thương, cho tới bây giờ Ninh Nhụy Nhụy ta chưa từng thẹn với lương tâm, căn bản không cần cái mà ngươi gọi là tha thứ, ngươi quá tự mình đa tình. Hừ, hôm nay là ta thua cuộc, ta nhận thua. Tiền Mẫn Mẫn trầm mặc một lúc lâu, sau đó đưa tay chỉ về một hướng, bút ký mạo hiểm ở trong ba lô của ta, bên trong ghi chép tư liệu thám hiểm mấy năm nay của ta, còn có ghi chép về việc tầm bảo ở đáy biển lần này, ngươi đi lấy đi. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều,
Ninh Nhụy Nhụy không muốn nói thêm gì nữa với nữ nhân này, đứng dậy đi về phía ba lô của Tiền Mẫn Mẫn, thật đúng là có một cuốn sổ ở bên trong. Trong bút ký có manh mối liên quan với người tu tiên, người hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này. Tiền Mẫn Mẫn cười khẽ hai tiếng, cho dù người có khiêu chiến cực hạn nhiều bao nhiêu, đột phá cực hạn như thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là người bình thường mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy chậm rãi lật xem bút ký, không hề nhìn Tiền Mẫn Mẫn. Mà lần này, ta sẽ đi trước ngươi. Tiền Mẫn Mẫn tiếp tục nói, năm ngoái chúng ta tìm được một ghi chép liên quan tới người tu tiên ở trong một cổ mộ, dựa vào ghi chép kia mà đi tới đây, bây giờ chỉ cần vượt qua con sông này là ta có thể bắt được kho báu mà người tu tiên lưu lại, như vậy ta sẽ có thể đắc đạo thành tiên rồi. Những ghi chép kia là giả, liếc mắt một cái là nhận ra được ngay. Ninh Nhụy Nhụy đọc nhanh như gió hết toàn bộ cuốn sổ, về phần bên kia bờ sông có kho báu hay không thì ta không có hứng thú, cái ta thích chỉ là khiêu chiến bản thân cùng với cảm giác đột phá cực hạn. Đạo đức giả, Tiền Mẫn Mẫn châm chọc nói, nếu như có thể thành tiên, ai nguyện ý làm người bình thường. Ta đã tìm tới con đường của mình, hơn nữa cũng đang đi trên con đường này, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ trở thành người tu tiên, trường sinh bất tử. Mà khi đó ngươi đã ở trong mộ biến thành một nắm xương khô, cho nên ta cần gì phải so đo với ngươi chứ? Ninh Nhụy Nhụy cúi đầu xem xét vết thương của Tiền Mẫn Mẫn, phát hiện miệng vết thương đang chậm rãi khép lại, xem ra ngươi quả thật gặp được một đoạn kỳ ngộ, nhưng điều ấy lại có thể nói lên cái gì đâu. Nói lên rằng chung quy là ta sẽ siêu việt ngươi, mà đời này ngươi cũng đừng hòng đuổi kịp ta. Tiền Mẫn Mẫn đắc ý nói, ta đã là nửa người tu tiên. Đây là chuyện mà ngươi hâm mộ cũng không bao giờ có được. Hạ Thiên ngáp một cái, hơi có chút khinh bỉ nói, tên ma lem ngươi còn lâu mới là người tu tiên, đừng nói nửa cái, một phần vạn cũng không phải. Hừ, Tiền Mẫn Mẫn hung tợn trừng mắt với Hạ Thiên, nàng đang muốn nói gì nữa, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề mấu chốt, trong mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn Ninh Nhụy Nhụy, tại sao đến bây giờ ngươi vẫn còn không có chuyện gì? Ninh Nhụy Nhụy khó hiểu hỏi, ta chắc nên có chuyện gì à? Nước sông kia có tính ăn mòn, người bình thường dính vào dù chỉ một chút thì cũng sẽ lập tức nát giữa toàn thân mà chết. Tiền Mẫn Mẫn đứng lên một cách khó khăn, người hoàn toàn không làm biện pháp đề phòng gì cả, vì sao vẫn còn bình yên vô sự? Chuyện ấy không khoa học. Có gì mà không khoa học, đáp án không phải rất rõ ràng rồi sao? Hạ Thiên lười biếng nói. Bởi vì tiểu muội chân dài vốn dĩ không phải là người bình thường, mà là người tu tiên chân chính, không giống như tên giả mạo nhà ngươi. Tiền Mẫn Mẫn ngẩn người, tiếp theo giận dữ la hét, chuyện đấy không có khả năng. Ta không tin. Ngươi tin hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới ta cả. Ninh Nhụy Nhụy ném trả cuốn sổ ghi chép lại cho Tiền Mẫn Mẫn, ta cũng không muốn có bất cứ liên quan gì tới ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, tạm biệt. Chương 2067, Hạ Lãnh bị trục xuất. Tiền Mẫn Mẫn thấy Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên đi xa, vội vàng kêu bọn hắn lại, chờ một chút, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết cách để qua sông sao? Ngươi sẽ nói, Ninh Nhụy Nhụy vừa cười vừa nói, cho dù ngươi sẽ nói thì ta cũng sẽ không tin tưởng. Tự ta sẽ tìm đường đi, không nhọc ngươi quan tâm. Chờ đã, chẳng lẽ ngươi không? Ách, Tiền Mẫn Mẫn còn muốn nói cái gì đó? Đáng tiếc còn chưa nói hết câu thì cả người đã bay lên rồi rơi xuống sông lần nữa. Ninh Nhụy Nhụy liếc Hạ Thiên một cái, nói, ngươi để ý nàng ta làm gì? Không phải ta làm, Hạ Thiên lắc đầu. Đánh đánh, không có gì ghê gớm. Ninh Nhụy Nhụy vừa cười vừa nói, trước đó không phải mỗi lần đánh người ngươi đều thừa nhận rất sảng khoái sao? Hạ Thiên nói với vẻ mặt nghiêm túc, tiểu muội chân dài, lần này đúng là không phải do ta. Thật sự không phải ngươi sao? Vậy sẽ là ai? Ninh Nhụy Nhụy biết Hạ Thiên chưa bao giờ nói dối, luôn xử sự theo ý mình, nếu hắn đã nói không phải do mình, như vậy khẳng định không phải là hắn làm. Nhưng ở nơi đây, ngoại trừ mấy người nằm la liệt trên mặt đất thì chỉ còn lại nàng và Hạ Thiên, nếu như không phải Hạ Thiên ra tay, vậy thì sẽ là ai? Là ta, lúc này, một giọng nói hết sức đột ngột vang lên. Tiên Vân Đại Lục. Đảo Thần Tiên. Trong một nhã thất nào đó, mấy vị mỹ nữ dung mạo như thiên tiên ngồi uống trà cùng nhau. Chắc bây giờ Hạ Lãnh đã đến Vân Châu. Một vị mỹ nữ lãnh diễm dương mắt nhìn về phía trời xanh mây trắng xa xa, tự lẩm bẩm không biết hắn như thế nào rồi.
Mỹ nữ ngồi bên cạnh Lãnh Băng Băng có chút tiểu gia bích ngọc, nhưng cũng là cực phẩm của loại hình ấy. Bây giờ, nàng đang thành thạo rót trà cho mỗi người, đồng thời hỏi, Lãnh tỷ, nếu ngươi lo cho lắng hắn, vì sao ngày đó còn thả hắn đi chứ? Đúng thế, Hạ Lãnh mới 12 tuổi, ngươi cũng là thật nhẫn tâm. Một mỹ nữ trưởng thành mặc cổ trang bất mãn nói, ở lại đảo thần tiên không phải tốt hơn sao, cho tiểu phôi đản đến đây, bảo hắn dạy dỗ Hạ Lãnh, ta thấy không có người tu tiên nào lợi hại hơn hắn cả. Mộng mộng, ngươi không rõ rồi. Nguyệt Thanh Nhã nói, mặc dù Hạ Lãnh là nhi tử của Hạ Thiên, nhưng mà thể chất của hai người lại quá khác biệt, không thích hợp đi chung một con đường. Còn nữa, dù cho Hạ Thiên là người tu tiên siêu mạnh, nhưng hắn lại không phải một lão sư tốt. Lãnh Băng Băng liếc Liễu Mộng một cái, nói, ngươi thuần túy là nhớ tên lưu manh kia. Đúng vậy, ta nhớ hắn, cũng muốn ngủ với hắn. Chuyện kia thì có gì chứ, hắn là phu quân của ta nha. Liễu Mộng hoàn toàn không cảm thấy có gì phải ngượng ngùng, Hình Hình cũng rất nhớ tiểu phôi đản đúng không? Đêm qua ngươi nằm mơ còn gọi tên tiểu phôi đản, ngay cả gối cũng. Ai nha, ngươi nói bậy cái gì đấy? Tôn Hình Hình đang châm trà xấu hổ không thôi, nàng lập tức ném ấm trà, vội vàng đi qua che miệng Liễu Mộng. Liễu Mộng nghĩ tránh thoát tay của Tôn Hình Hình, không cẩn thận lại đụng đổ chén trà bên cạnh của Vương Tiểu Nha, đương nhiên khiến cho Tiểu Nha đầu không vui. Thế là Vương Tiểu Nha giúp đỡ Tôn Hình Hình áp chế Liễu Mộng. Liễu Mộng cảm thấy không ổn, lại kêu Liễu Vân Mạn hỗ trợ, chỉ chốc lát sau, Vân Thanh, An Khả Khả. Toàn bộ đều cuốn vào, phòng trà đã biến thành phòng náo loạn, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Nguyệt Thanh Nhã cho Lãnh Băng Băng một ánh mắt ra hiệu, hai người chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng trà, ra đến ban công bên ngoài. Bên Mộc Hàm gửi tin tức tới, 3 ngày trước Hạ Lãnh đã đến Ngự Tiên Tông. Còn tham gia khảo hạch nhập môn. Ánh mắt của Nguyệt Thanh Nhã thanh lãnh, nhàn nhạt nói, nhưng khi hắn đang tham gia khảo hạch lại gặp phải 2 đợt sát thủ, Mộc Hàm đã biết ai an bài 1 đợt trong đó, 1 đợt khác vẫn đang điều tra. Lãnh Băng Băng hỏi, hắn không có việc gì chứ? Yên tâm, hắn không sao. Nguyệt Thanh Nhã giơ tay trấn an Lãnh Băng Băng một chút, nhưng 1 đợt sát thủ trong đó là do thiếu trưởng môn Ngự Tiên Tông an bài. Mộc Hàm và Mỹ Nhi đang tính toán ra tay diệt trừ tên kia, người có ý tưởng gì không? Lãnh Băng Băng gật đầu nói, vậy thì giết đi. Được, ta sẽ đáp lại như vậy cho Mộc Hàm. Nguyệt Thanh Nhã rất thưởng thức sự sát phạt quyết đoán của Lãnh Băng Băng. Nơi đây chính là thế giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé, nếu như vẫn còn ôm tính cách trắc ẩn như ở trên địa cầu, như vậy tuyệt đối không thể sống lâu được, đối với người bên cạnh cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Còn một việc nữa, chính là Hạ Lãnh hắn có suy nghĩ của mình, hắn không muốn ở Ngự Tiên Tông. Nguyệt Thanh Nhã bổ sung thêm. Không ở Ngự Tiên Tông, Lãnh Băng Băng không hiểu, vậy hắn muốn đi chỗ nào? Nguyệt Thanh Nhã bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói, hắn quen biết một tiểu cô nương có tông tộc bản địa ở Vân Châu, dự định đi tới nhà nàng ta nhìn xem. Chuyện đó, Lãnh Băng Băng biết chắc không phải là chuyện nàng nghĩ, dù sao thì Hạ Lãnh mới 12 tuổi. Chỉ là nghĩ đến vị phụ thân phong lưu thành tính của Hạ Lãnh, nàng không khỏi có chút bận tâm. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nguyệt Thanh Nhã giải thích, Vân Phong gia tộc kia đúng là có chút cổ quái, ta cũng đã sớm nghĩ phái người đi điều tra, chỉ là vẫn luôn không tìm được người thích hợp, nói không chừng Hạ Lãnh có thể phát huy tác dụng. Lãnh Băng Băng gật đầu, biết Nguyệt Thanh Nhã vì sao muốn nói việc đấy riêng với nàng. Đối với đứa nhỏ Hạ Lãnh này, người làm mẫu thân như nàng thật ra càng hiểu biết hơn. Nếu đó là quyết định của chính hắn, vậy cứ làm như thế đi. Chương 2068. Một người yêu nghiệt, một người quái thai. Vân Châu, Ngự Tiên Tông, mật thất Thanh Vân Phong. Trong phòng, ngoại trừ Mộc Hàm, Mỹ Nhi và Hạ Lãnh, trên mặt đất nhiều thêm một cỗ thi thể, nhìn trang phục người này dường như là nội môn đệ tử Ngự Tiên Tông. Người này không phải là người của Ngự Tiên Tông, đôi mày đẹp của Mộc Hàm cau lại. Quét mắt nhìn thi thể vài lần, cũng không phải người ở Vân Châu, thậm chí có thể không phải là người. Vấn đề mà Mộc Hàm có thể nhìn ra được đương nhiên Mị Nhi cũng đã nhìn ra, nhưng nửa câu sau của Mộc Hàm khiến nàng không khỏi sinh ra nghi ngờ, nói ý của ngươi là sao? Ngươi nhìn ở đây, Mộc Hàm nhấc một thanh trường kiếm lên rồi dùng nó đẩy cánh tay của thi thể sang một bên, lộ ra một hình xăm, trông như là một đám mây vặn vẹo biến hình. Đây là... tiêu ký của Sơn Dân Vân Đài Phong.
Mị Nhi sững sờ, hắn là một yêu nhân. Hạ Lãnh nghe được lời ấy, không nhịn được nghĩ tới đám giặc cướp lúc bọn hắn vừa tới Vân Châu, hỏi, Vân Đài Phong là nơi nào? Sao lại có liên quan đến yêu nhân? Vân Đài Phong là một ngọn núi ở biên cảnh phía bắc Vân Châu, chỉ cách đế hoàng yêu trạch một cái vực sâu. Bởi vì quanh năm bị yêu khí xâm nhiễm, phần lớn sơn dân ở đó đã trở thành nửa người nửa yêu quái, mọi người gọi họ là yêu nhân. Mộc Hàm chậm rãi giải thích cho Hạ Lãnh, thí dụ như ngày mà ngươi vừa tới Vân Châu đụng phải tên thủ lĩnh đám giặc cướp kia, hắn ta chính là yêu nhân, ừ, đúng rồi, tiểu cô nương gọi là Phong Thiên Linh kia, hình như gia tộc Vân Phong của nàng ấy cũng ở gần Vân Đài Phong. Gia tộc Vân Phong, trong đầu Hạ Lãnh bỗng nhiên thoáng qua một ý niệm, tự lẩm bẩm, Vân Châu, Tiên Vân Đại Lục. Mỗi cái đều có một chữ Vân, không lẽ chúng có liên quan gì tới nhau sao? Mị Nhi kinh dị nhìn Hạ Lãnh, cười nói, ngươi quả nhiên thông minh, nhanh như vậy đã nghĩ đến chỗ mấu chốt nhất. Căn cứ vào ghi chép cổ mà cơ nữ hoàng cung cấp, văn minh khởi nguyên của Tiên Vân Đại Lục chính là ở Vân Châu, khi đó ở đấy gọi là Vân Đài, có nghĩa là thiên đường trong mây. Mộc Hàm tiếp lời của Mị Nhi, chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì, phần lớn người Vân Châu đều di chuyển về phía đông, thời gian dần qua. Văn minh trung tâm đã rời qua vị trí của cơ thị hoàng triều như bây giờ. Hạ Lãnh gật đầu không nói gì nữa, tiếp tục trầm tư. Mà manh mối liên quan tới liên minh tu tiên đã xuất hiện bên trong đoạn ghi chép kia. Mị Nhi nghiêng người, thay đổi tư thế thoải mái hơn một chút, chúng ta truy tra một đường, phát hiện đoạn trích dẫn cổ kia chính là bút ký tu tiên của một vị trưởng lão nào đó của Ngự Tiên Tông viết ra. Các ngươi mai phục ở Ngự Tiên Tông chính là muốn cầm được phần bút ký ấy. Hạ Lãnh thuận miệng hỏi. Mộc Hàm lắc đầu, giải thích chúng ta đã sớm lấy được phần bút ký kia rồi, không có giá trị gì quá lớn, nó chẳng khác gì ngươi cầm lưu trai trí dị trên địa cầu đi giám định nhân yêu hồ quỷ. Hạ Lãnh nhíu mày, nghĩ tới một vấn đề, chẳng lẽ trong truyền thừa của môn phái Ngự Tiên Tông có cái gì sao? Không tệ, Mị Nhi khen ngợi nhìn Hạ Lãnh. Nói chúng ta hoài nghi truyền thừa của Ngự Tiên Tông thật ra chính là do người của Liên minh Tu Tiên sáng lập. Liên minh Tu Tiên không phải chỉ phái người giám sát Tiên Vân Đại Lục thôi sao? Hạ Lãnh không hiểu. Mộc Hàm cười nói, ở trong mắt Liên minh Tu Tiên, cấp bậc tu chân ở Tiên Vân Đại Lục rất thấp, bởi vì nơi đây chưa từng xuất hiện một người tu tiên phi thăng, độ kiếp cũng ít đến đáng thương. Ở một mức độ nào đó, người được phái tới Tiên Vân Đại Lục làm giám sát cũng được xem như lưu vong. Nhưng chỉ cần là người, mặc kệ là trở thành tiên hay trở thành thần thì đều sẽ có tâm tư. Đã hiểu, Hạ Lãnh gật đầu một cái. Bây giờ chúng ta có thể xác định một chuyện, vị sứ giả được liên minh tu tiên kia phái tới giám sát đã từng ở Vân Châu, hơn nữa còn sinh sống một đoạn thời gian rất dài. Mị Nhi nâng mắt lên, vừa cười vừa nói, chúng ta muốn đào tất cả tin tức về người đó, nhất là tin tức liên quan tới liên minh tu tiên. Như vậy mới có thể sớm chuẩn bị đối sách ứng phó. Hạ Lãnh trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nói như vậy, kỳ thật ta có ở lại Ngự Tiên Tông hay không thì cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Sao ngươi lại nói thế? Mị Nhi hỏi ngược lại. Ngự Tiên Tông truyền thừa lâu đời, nhưng vẫn chỉ là một môn phái nhỏ ở Vân Châu, điều này đã cho thấy bọn hắn cực kỳ bài ngoại. Hạ Lãnh suy nghĩ một chút, chậm rãi giải thích. Căn bản không có khả năng để cho một người ngoài tiếp xúc đến truyền thừa nồng cốt, dù ta có thể trở thành đệ tử của trưởng môn, đoán chừng cũng không phải là người được chọn cho chức trưởng môn sau này. Hơn nữa nước cờ này quá dài lâu, biến số quá nhiều, lợi tức cũng không xác thực. Ngươi và lão phụ thân của ngươi thật đúng là không phải cùng một phong cách. Mị Nhi có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Lãnh, ngược lại, ngươi rất giống với mẹ ngươi, tỉnh táo lại lý trí, chỉ số thông minh cũng cao. Còn giỏi về phân tích, hoàn toàn nhìn không giống như là một hài tử 12 tuổi, thật là yêu nghiệt. Cũng không thể nói như vậy, Mộc Hàm cũng nghĩ đến Hạ Thiên, phát hiện sự khác biệt của hai cha con này đúng là rất thú vị, chỉ số thông minh của Hạ Thiên cũng rất cao, chỉ là hắn thích sử dụng phương thức đơn giản nhất giải quyết hết thảy vấn đề, ngoại trừ mỹ nữ thì hắn khinh thường sử dụng đầu óc với bất kỳ người nào hay bất cứ chuyện gì. Phụ tử các ngươi, một người yêu nghiệt. Một người quái thai, rất thú vị. Mị Nhi nghĩ đến cuối cùng không phải chính mình cũng thua ở trong tay Hạ Thiên, không nhịn được cảm thán một tiếng, tiếp theo lại nở nụ cười. Hạ Lãnh im lặng, nhưng cũng không biết nên nói gì tiếp. Chương 2069.
thiếu trưởng môn bị bạo đan. Mộc Hàm nói với Hạ Lãnh, tên Liễu thiếu trưởng môn kia đã ghi hận ngươi, ngươi tiếp tục ở lại đây đúng là không thích hợp. Giết chết tên họ Liễu kia không phải được rồi sao? Mị Nhi lộ ra vẻ mặt khinh thường, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Giết hắn là chuyện dễ dàng, nhưng sẽ có chút bất lợi cho công việc sau này của chúng ta. Mộc Hàm trước kia là đặc công, làm việc gì đều lấy bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ là điều kiện tiên quyết, lại nói, việc ấy vẫn nên hỏi ý kiến bên kia trước. Mị Nhi tươi cười nói, đám nữ nhân kia sẽ vô cùng đau lòng cho Hạ Lãnh, chắc chắn là muốn chúng ta xử lý họ Liễu kia. Như vậy đi, tạm thời ngươi ở lại chỗ ta, cụ thể an bài thế nào, chờ ý kiến của mẫu thân ngươi rồi tính sau. Mộc Hàm nói với Hạ Lãnh. Hạ Lãnh lắc đầu, nghiêm túc nói, ta không muốn chờ, ta muốn đi Vân Đài Phong nhìn xem. Không được, chuyện đấy tuyệt đối không được, Mị Nhi từ chối. Mộc Hàm cũng khuyên bảo, Hạ Lãnh, ngươi đừng xúc động, nơi đó rất nguy hiểm. Ngoại trừ yêu nhân, nói không chừng còn có yêu ma quỷ quái chân chính. Mộc Di, Mị Nhi Di, các ngươi đừng lo lắng, ta cũng không phải muốn đi hàng yêu trừ ma. Thần sắc Hạ Lãnh vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nói, chẳng qua là ta cảm thấy ở lại Ngự Tiên Tông ý nghĩa không lớn, chỉ bằng mở ra lối riêng, nói không chừng có hiệu quả. Vẫn là không được, Mộc Hàm vẫn là không đồng ý, Vân Đài Phong bên kia càng thêm bài ngoại, những sơn dân kia sẽ không để cho người ngoài tiếp cận, người đi cũng vô dụng. Chuyện đó thì chưa chắc, Hạ Lãnh cười một tiếng, thật ra ta đã có một lý do rất tốt, Phong Thiên Linh kia không phải là người ở xung quanh Vân Đài Phong sao. Mị Nhi nháy mắt hiểu rõ, cười tủm tỉm nói, chậc chậc, Lãnh Nhi, đừng nói là ngươi đã thích tiểu cô nương kia rồi. Như vậy xem ra ngươi còn lợi hại hơn phụ thân của ngươi nhiều. Mị Nhi, ngươi đừng nói lung tung. Hạ Lãnh còn không có phản ứng gì thì Mộc Hàm đã có chút bất mãn, hắn mới 12 tuổi, đừng dạy cho hắn những tư tưởng rối loạn lung tung kia chứ. Hạ Lãnh trực tiếp làm lơ sự trêu chọc của Mị Nhi, nhàn nhạt nói, Phong Thiên Linh chắc là người của gia tộc Vân Phong, lần này xem như ta đã cứu nàng ấy một lần, có thể thông qua nàng ấy để tiếp cận Vân Đài Phong. Nếu là như vậy, tên Liễu thiếu trưởng môn kia không giết không được. Mộc Hàm suy nghĩ dựa theo ý tưởng của Hạ Lãnh, nàng ấy không có người dựa vào ở Ngự Tiên Tông, người có thể lấy danh nghĩa hộ tống nàng ấy về nhà để lẻn vào gia tộc Vân Phong, tiếp cận Vân Đài Phong. Mị Nhi suy nghĩ một chút, nói chủ ý này thật ra không tệ, nhưng vẫn nên thông báo bên kia một chút, nghe xem ý kiến của các nàng ấy như thế nào. Mộc Hàm gật đầu. Vài ngày sau, Ngự Tiên Tông thiếu trưởng môn Liễu Thanh Phong luyện đan xuất hiện thao tác sai lầm, bị đan đỉnh nổ chết tại chỗ. Trong môn phái loạn thành một đoàn, đặc biệt là một mạch đệ tử của Liễu Thanh Phong nháy mắt thất thế, nhao nhao bắt đầu tìm kiếm đỉnh núi mới, không người quan tâm tới tiểu cô nương mà Liễu thiếu trưởng môn thu lưu không lâu trước đây. Hiện giờ, Phong Thiên Linh vô cùng bất lực, trước đó gia tộc bị môn phái nào đó truy sát, ca ca đột nhiên mất tích một cách khó hiểu. Khó khăn lắm mới dùng nhiều tiền liên lạc được với Ngự Tiên Tông Liễu Thanh Phong, kết quả chưa được mấy ngày thì người này đã chết, thật sự là quá xui xẻo. Bây giờ ta nên làm cái gì đây? Phong Thiên Linh rất muốn về nhà, nhưng không dám chạy về một mình, nhưng nếu như tiếp tục ở lại Ngự Tiên Tông, hiện tại nàng đã mất đi chỗ dựa, đoán chừng chỉ có thể đi ngoại môn làm tạp dịch, hơn nữa cũng không có được sự che chở của Ngự Tiên Tông. Không biết như thế nào? Phong Thiên Linh đột nhiên nhớ tới Nam Hải hơi chút cao lãnh kia, mặc dù chỉ vẻn vẹn gặp qua hai lần, nhưng người này lại cho nàng cảm giác rất an toàn, hơn nữa xem tu vi của đối phương cũng không thấp. Khi tiến hành trận khảo hạch nhập môn thứ ba, nàng nghe lén có vị sư huynh nội môn muốn ám sát Nam Hải kia, không biết thế nào, nàng vô thức muốn đi thông chi cho hắn biết. Sau đó vị sư huynh nội môn kia quả nhiên cũng muốn giết nàng diệt khẩu, ai biết Nam Hải tử kia tùy tùy tiện tiện tung một cước đã đá chết vị sư huynh nội môn kia. Người lợi hại như vậy chắc có thể bảo vệ ta về nhà chứ? Phong Thiên Linh cắn môi dưới, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Vấn đề duy nhất là, nàng nên làm thế nào mới có thể để cho Nam Hải kia đáp ứng giúp đỡ nàng đây? Lúc này, một vị đệ tử nội môn đá văng cửa phòng của Phong Thiên Linh. Lạnh giọng nói, Phong Thiên Linh, sau này nơi đây sẽ là chỗ ở của Triệu thiếu trưởng môn, ngươi không thể ở nơi này. Phong Thiên Linh sợ hết hồn, vội vàng nói ta lập tức sẽ dọn đi. Không cần dọn, hiện tại ngươi lập tức lăn ra ngoài.
Vị đệ tử nội môn kia khó chịu nói, dù sao ngươi cũng không có hành lý gì. Vậy ta đi chỗ nào? Phong Thiên Linh có chút khiếp sợ dò hỏi. Vị đệ tử này quát lên, ngươi thích đi đâu thì tùy ngươi, tốt nhất là cút xéo về nhà. Ngự Tiên Tông không nuôi phế vật, ai bảo gia tộc Vân Phong các ngươi đắc tội người không nên đắc tội, lưu lại chỗ này, nói không chừng sẽ rước lấy mầm tai vạ cho Ngự Tiên Tông. Cầm hành lý đơn giản, Phong Thiên Linh ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn trời xanh mây trắng, trên mặt tràn đầy mờ mịt, hoàn toàn không biết làm sao. Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một giọng nói thanh thúy, thiếu chủ à, tại sao ngươi lại bị trục xuất tông môn nha? Lúc này còn chưa được mấy ngày, nếu về nhà hẳn là sẽ bị các chủ mẫu trách tội đó. Câm miệng, một giọng nói cao lãnh khác quát khẽ. Phong Thiên Linh nghe được giọng nói này lập tức bừng tỉnh khỏi trạng thái sững sờ, tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện nam hài mà nàng đang muốn nhìn thấy nhất. Hắn tên là gì vậy? Phong Thiên Linh nhíu mày, suy nghĩ một chút, một cái tên từ đáy lòng dâng lên. Lãnh hạ, ngươi chờ ta một chút. Chương 2070, người khỉ. Một ngày này, thời tiết không tồi, trời xanh mây trắng, bầu trời trong trẻo. Một chiếc xe ngựa rời đi Ngự Tiên Tông, chậm chậm chạy về phía bắc. Người đánh xe là Cơ Cửu, thị vệ được Cơ Thanh Ảnh cử đi bảo hộ Hạ Lãnh, trong xe có ba người đang ngồi, theo thứ tự là Hạ Lãnh, Tiêu Tú Nhi và người đi nhờ xe Phong Thiên Linh. Ngươi chính là Phong Thiên Linh à? Tiêu Tú Nhi không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Phong Thiên Linh, ta cũng đã nghe nói về việc của nhà ngươi rồi, mới vừa liên lạc với Liễu Thiếu Trưởng Môn, kết quả Liễu Thiếu Trưởng Môn đã chết, thực sự là quá xui xẻo. Phong Thiên Linh mất mát cười hai tiếng, không biết nên nói cái gì. Ngươi đừng quá thương tâm, cũng đừng quá đau lòng. Tiêu Tú Nhi thấy Phong Thiên Linh rất đáng thương, không nhịn được xúc động tiến lên ôm nàng. Thiếu chủ của chúng ta không cẩn thận giết một đệ tử nội môn nên cũng bị Ngự Tiên Tông đuổi đi. Chúng ta xem như đều là người lưu lạc nơi chân trời, gặp gỡ tức là. Hạ Lãnh vừa nghe Tiêu Tú Nhi mở miệng thì đầu lập tức đau đớn, không nhịn được lạnh giọng nói, ngươi loạn dùng thành ngữ thì thôi đi, bây giờ lại giày xéo thơ từ, có thể yên tĩnh một lát được không? Phong Thiên Linh thấy Hạ Lãnh phát cáu, sợ đến mức cơ thể không khỏi co rụt lại. Tiểu Linh Nhi à! Người đừng sợ, Tiêu Tú Nhi đã thăm dò được tính tình của Hạ Lãnh, biết hắn cũng không phải thật sự tức giận, lúc này mới quay sang trấn an Phong Thiên Linh nói, đừng nhìn thiếu chủ của chúng ta có vẻ rất lạnh nhạt, thật ra hắn rất tốt bụng. Phong Thiên Linh sợ hãi mà nhìn Hạ Lãnh một cái, chuyện ấy, cảm ơn các ngươi để cho ta đi nhờ xe. Không có việc gì, chẳng những cho ngươi đi nhờ xe, chúng ta còn có thể đưa ngươi về nhà. Tiêu Tú Nhi tự động chủ trương nói, đến lúc đó. Ngươi có thể giữ thiếu chủ của chúng ta ở nhà ngươi làm khách một chút. Hạ Lãnh đúng là tính toán mượn cơ hội này đưa Phong Thiên Linh về nhà, tiếp đó lẻn vào gia tộc Vân Phong, nhưng mà Tiêu Tú Nhi lại nói trắng như vậy, thật sự là khiến hắn không phản bác được. Nghe vậy, Phong Thiên Linh không khỏi nở nụ cười, cũng buông lỏng không ít, ừ, ta nhất định sẽ bảo phụ thân chiêu đãi các ngươi cho tốt. Không cần phải chiêu đãi. Hạ Lãnh nhàn nhạt nói, sau khi đưa ngươi về nhà thì chúng ta sẽ lập tức lên đường, trở về Lam Kinh còn có một đoạn đường rất dài. Tiêu Tú Nhi có chút không hiểu, thiếu chủ, không phải ngươi nói là. Ngươi ngậm miệng đi, Hạ Lãnh trừng mắt nhìn Tiêu Tú Nhi, yên lặng cho ta. Tiêu Tú Nhi thức thời ngậm miệng lại, nghiêng đầu nhìn Phong Thiên Linh một chút, tiếp đó thở dài rồi lại lắc đầu. Phong Thiên Linh không hiểu rốt cuộc Tiêu Tú Nhi muốn biểu đạt cái gì. Nhưng cũng biết Hạ Lãnh không phải thật sự tức giận. Trong xe bỗng nhiên không còn tiếng động gì, một cỗ xấu hổ khó tả tràn ngập khắp buồng xe. Nè, người bị khai trừ là vì chuyện kia sao? Phong Thiên Linh chịu không được loại không khí xấu hổ này, không khỏi gợi lên một đề tài để trò chuyện. Cái này ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải nhờ ngươi ra tay thì có thể là ta đã chết rồi. Hạ Lãnh nhìn nàng một cái, thuận miệng nói, không cần cảm ơn. Nếu ngươi không thông báo cho ta biết thì có thể ta cũng đã chết. À, không có không có. Chuyện kia ta cũng là sợ. Tóm lại, cảm ơn ngươi. Phong Thiên Linh không biết mình muốn nói gì. Khảo hạch nhập môn ngày đó có mấy người nhằm vào nàng. Nàng thật sự rất sợ hãi. Không biết vì sao lại nghĩ tới việc đi tìm Hạ Lãnh. Vừa vặn lại nghe trộm được một đoạn đối thoại. Thế là càng có cớ để tìm Hạ Lãnh. Nhà ngươi ở chỗ nào? Hạ Lãnh không muốn tiếp tục đề tài kia nữa. Hỏi câu khác, cách nơi này bao xa?
Phong Thiên Linh sửng sốt một chút, sau đó nói, nhà ta là Thần Phong Cốc, Bố Vũ Sơn Trang, cách nơi này chưa đến 100 dặm, vẫn luôn đi dọc theo quan đạo về phía bắc là được. Hạ Lãnh gật đầu. Này, Phong Thiên Linh còn muốn nói tiếp gì nữa, kết quả nhìn thấy Hạ Lãnh đã quay đầu đi, không thể làm gì khác hơn là nuốt lời trở vào trong bụng. Tiêu Tú Nhi thò đầu lại gần, thấp giọng hỏi, Tiểu Linh Nhi, người muốn nói cái gì à, nói với ta cũng được nha. Trên đường sẽ phải đi qua Vân Đài Phong, nơi đó có yêu quái, rất nguy hiểm. Phong Thiên Linh nhỏ giọng trả lời, tốt nhất chúng ta nên đi đường vòng sang Bắc Vân Quận. Yêu quái, Tiêu Tú Nhi hơi sợ hãi, lại nghĩ đến vừa tới Vân Châu đã gặp phải yêu nhân, có phải bọn hắn rất cao lớn, mặt mũi bặm trợn và hung tợn không? Phong Thiên Linh hơi lắc đầu, cái mà ngươi nói là yêu nhân, yêu quái có thân hình nhỏ thó, giống như con khỉ, nhưng chúng nó ăn thịt người. Ăn thịt người, đáng sợ như vậy sao? Tiêu Tú Nhi quả nhiên sợ hết hồn. Phong Thiên Linh nói, nhưng mà ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ là hồi nhỏ thường nghe người lớn nói như vậy, hình như kêu là huyết hầu tử gì gì đó, bọn chúng sẽ xé nát con người, tiếp đó gặm cắn sạch sẽ. Lúc này, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Giọng nói của Cơ Cửu từ bên ngoài truyền vào, thiếu chủ, đằng trước có bầy khỉ chặn đường. Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh nghe xong, lập tức sợ đến mức ôm chặt lấy nhau. Hạ Lãnh hết chỗ nói rồi, vén rèm xe nhìn mây bay ngoài trời. Địa cầu, trong cung điện dưới đáy biển. Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy gặp được một quái nhân ở bờ sông. Người ấy rất lùn, chiều cao chỉ tương đương với một đứa bé, cả người đều là lông xù. Lúc này hắn đang bóc một quả chuối tiêu lớn, thoạt nhìn giống như một con khỉ biết nói chuyện. Ninh Nhụy Nhụy bây giờ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng mà vẫn là bị dáng vẻ người này làm cho sợ hết hồn, ngươi là người, hay là khỉ. Đừng có nhìn ta bằng loại ánh mắt kia, ta là người, không phải con khỉ. Người kia bị hỏi vậy cũng không tức giận, cười nói ta biến thành dáng vẻ đó cũng là vì bị người khác lừa, ăn chút đan dược kỳ quái. Trước đó ta vừa cao vừa đẹp trai, thân hình 1m80 mấy, không thua gì đại minh tinh. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Người kia bất đắc dĩ thở dài, thôi, tin hay không thì tùy các ngươi, ta cũng lười giải thích. Chương 2071, Đan Đạo. Mới vừa rồi là ngươi đá bay Tiền Mẫn Mẫn. Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Đúng rồi, chính là ta. Người kia khẽ cười nói, lộ ra một hàm răng vàng. Người cải tạo cơ thể nàng cũng chính là ta. Mặc dù nữ nhân đấy ngu xuẩn, nhưng vận khí tốt hơn ta một chút, để một đống thuốc cho nàng ta lựa chọn, thế mà không có ăn sai, lấy được năng lực có thể chậm rãi khép lại vết thương. Ninh Nhụy Nhụy có chút cảnh giác mà hỏi, vậy ngươi lại là ai? Cuối cùng cũng hỏi tới vấn đề chính, người kia từ trên một tảng đá lớn bên bờ sông nhảy xuống, vẻ mặt hưng phấn nói, ta tên là Viên Văn Ngạn, một nhà khảo cổ học. Trước đó rất nổi danh, các ngươi chắc đã nghe nói qua đúng không? Hạ Thiên lập tức trả lời, chưa nghe nói qua, cũng không hứng thú nghe nói. Viên Văn Ngạn, Ninh Nhụy Nhụy thầm đọc tên này một lần, sau đó có chút chần chờ nói, hình như ta có nghe nói ở đâu đó, có phải ngươi là người ở thành phố Quế không? Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có người biết tên của ta, tới ôm một chút. Người kia kích động đến mức vỗ tay liên tục, xông lên muốn ôm Ninh Nhụy Nhụy. Lại bị Hạ Thiên một cước đạp bay. Hạ Thiên lười biếng nói, tên ngu ngốc người muốn chết đúng không, dám phi lễ với bạn gái của ta. Ai nha, hiểu lầm rồi, ta chỉ là quá kích động. Người kia vội vàng từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ cho bụi trên người, 80 năm, cuối cùng cũng gặp được một người biết tên của ta. Tiểu muội chân dài, cô thật sự nhận biết con khỉ xấu xí đó sao? Hạ Thiên quay sang hỏi Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, không biết, chỉ là ta có nghe nói tới, đại khái là thời kỳ dân quốc, thành phố Quế chúng ta xuất hiện một tên trộm mộ nổi tiếng tên là Viên Văn Ngạn, sau này lại không có tin tức, nghe nói là bị bắn chết. Ta không có bị bắn chết nha, Viên Văn Ngạn vô cùng kích động nói, ta cũng không phải kẻ trộm mộ, ta chỉ là làm khảo cổ, thuận tiện lấy chút kinh phí mà thôi. Chuyện ngươi là ai? Trước đó đến tột cùng là kẻ trộm mộ hay nhà khảo cổ học thì ta đều không cảm thấy hứng thú. Ninh Nhụy Nhụy đánh giá người này từ trên xuống dưới, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc ngươi gọi chúng ta lại là muốn làm gì. Trong mắt Viên Văn Ngạn lộ ra một tia thất vọng, qua vài giây sau thì lại cười nói chuyện là như thế này,
phía dưới đáy sông này còn có tầng không gian khác, nơi đó có đan dược trồng chất như núi. Nhưng cửa vào rất nhỏ, trước mắt chỉ có ta mới có thể đi vào, nhưng ta ở lại đây đã hơn 80 năm, thực sự muốn đi ngoài xem một chút, các ngươi có thể giúp ta sao? Ta có thể đưa một ít đan dược cho các ngươi, để các ngươi đắc đạo thành tiên, cả hai có thể suy tính một chút. Ninh Nhụy Nhụy cảm giác người này nói năng có chút lộn xộn, nhưng nàng vẫn hiểu được ý đại khái, chỉ là nàng căn bản không nghĩ tới chuyện này, không cần, ta không có hứng thú với đan dược gì đó. Viên Văn Ngạn ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nói, không ngờ trên đời còn có người không có hứng thú với đan dược. Đây là tình huống gì vậy? Tất cả những người mà ta gặp trước đó, chỉ cần ta nhắc tới đan dược có thể thành tiên thì bọn hắn đều ước gì có thể bán mạng cho ta. Vậy chắc ngươi không nghe được cuộc đối thoại giữa ta và Tiền Mẫn Mẫn rồi. Ninh Nhụy Nhụy lạnh nhạt nói, ta đã là người tu tiên, cho nên không cần đan dược gì đó của ngươi. Lại nói, những thứ đan dược kia chắc chắn là có vấn đề không nhỏ, nhìn dáng vẻ của ngươi và Tiền Mẫn Mẫn là biết ngay. Ngươi là người tu tiên. Viên Văn Ngạn gãi gãi cái đầu lông xù của mình, lại cau mày đi vài vòng, liên tục lẩm bẩm, không thể nào. Tất cả đan dược trên đời này đều nằm ở dưới đáy sông, sao ngươi có thể tu thành tiên được chứ, đây là chuyện không có khả năng. Ninh Nhụy Nhụy âm thầm lắc đầu, người này thoạt nhìn đã điên khùng rồi, vì thế lại nói, tu tiên cũng không nhất định phải dựa vào đan dược, vẫn còn có những phương pháp khác. Tiểu muội chân dài à, chúng ta không cần để ý tới con khỉ ngu si này đâu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, không bằng đi tìm một chỗ đánh một giấc trước, trời đã sắp tối rồi. Không đúng, tu tiên chỉ có một đường đan đạo, lúc trước chính miệng lão đạo sĩ phái nội đan kia đã nói với ta. Ánh mắt của Viên Văn Ngạn khi thì mê mang, khi thì kiên định, chẳng lẽ hắn đã lừa gạt ta? Không đúng, hắn không có khả năng gạt ta, như vậy chính là các ngươi lừa gạt ta. Dám gạt ta, đi chết đi. Nói xong, Viên Văn Ngạn bỗng nhiên nhào về phía Ninh Nhụy Nhụy, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa góc độ cực kỳ xảo trá, giống như một tia chớp lướt tới. Phanh! Một tiếng động to lớn vang lên, chỉ thấy một đạo tàn ảnh bay ngược ra ngoài rồi nặng nề nện xuống đất. Con khỉ xấu xí nhà ngươi muốn tìm chết đúng không hả? Hạ Thiên khó chịu trừng mắt nhìn Viên Văn Ngạn, cả gan dám ra tay với nữ nhân của ta. Ta không phải là con khỉ, lại mắng ta là con khỉ lần nữa, có tin ta xé nát ngươi ra hay không? Hai tay Viên Văn Ngạn đột nhiên lộ ra móng vuốt bén nhọn như loài mèo. Hạ Thiên bĩu môi, không tin. Ta muốn làm thịt ngươi. Viên Văn Ngạn lập tức nhào về phía Hạ Thiên. Nếu đã làm con khỉ, vậy ngươi tốt nhất làm một con khỉ cho tốt. Hình bóng Hạ Thiên lóe lên sau đó đã xuất hiện sau lưng Viên Văn Ngạn, tiện tay đâm cho hắn một châm, lười biếng nói, cho dù ngươi không phải con khỉ, vậy thì cũng là một tên có trí thông minh thấp, giống nhau cả mà thôi. Viên Văn Ngạn phốc một tiếng rơi xuống đất, trong ánh mắt đã không còn sắc thái của nhân loại, hắn nhìn khắp nơi như một con khỉ, tiếp theo tay chân chạm đất, vừa bò vừa nhảy trốn thoát vô ảnh vô tung. Chương 2072, lại một đoàn thám hiểm. Người này xuất hiện bất ngờ, đi cũng rất vội vàng, Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút khó hiểu, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Hạ Thiên. Tiểu muội chân dài à, ta biết mình rất là đẹp trai. Nhưng cô cũng không cần nhìn ta như vậy nha. Hạ Thiên cười hì hì nói, thật ra chúng ta có thể đi trở về, mướn phòng rồi từ từ nhìn xem. Ninh Nhụy Nhụy trợn mắt chừng Hạ Thiên một cái, lười để ý tên lưu manh này, thực sự là cả ngày trong đầu ngươi đều không nghĩ tới chuyện tốt nào cả. Chuyện ấy rõ ràng là chuyện tốt mà. Hạ Thiên nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, tiểu muội chân dài, cô chỉ cần thử một chút thì sẽ biết. Ví dụ như A Cửu. Trước đó nàng ấy lúc nào cũng từ chối giống như cô, bây giờ mỗi ngày đều quấn lấy ta, nhất định phải. Được rồi, dừng lại, ngươi đừng nói nữa. Ninh Nhụy Nhụy đau đầu xoa xoa mi tâm, ta không muốn biết chi tiết giữa ngươi và Cửu Nhi tỷ, hiện tại ta và ngươi ở một chỗ, cho nên ngươi phải nghe theo lời của ta, biết không? Hạ Thiên lộ ra bộ mặt vô tội, tiểu muội chân dài, ta vẫn luôn làm theo lời của cô nha. Đừng có ra vẻ vô tội. Ninh Nhụy Nhụy liếc xéo Hạ Thiên một cái, ngay sau đó kéo cánh tay của hắn, chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian nữa. Vừa rồi ta thấy trong sổ ghi chép của Tiền Mẫn Mẫn có nói phía trước có một cây cầu, hình như có thể đi sang tầng tiếp theo, chúng ta đi qua nhìn một chút đi.
Hai người đi dọc theo bờ sông đại khái hơn một giờ mới xa xa thấy được một cây cầu dài trắng như ngọc, mà bên cạnh cầu đã có một nhóm người, trước mặt bọn hắn còn chất một đống trang thiết bị, nhìn qua tựa hồ đang thương nghị chuyện gì đó. Mấy người kia nhìn thấy Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy tới gần, vô thức dừng lại câu chuyện, ánh mắt đề phòng nhìn cả hai. Dừng lại, các ngươi là ai? Một nam tử mặc áo khoác da, đội mũ dạ màu đen tiến lên ngăn cản bọn hắn, đến nơi đây muốn làm gì? Hạ Thiên không thèm nhìn những người này một cái, dù sao cả đám đều là nam nhân, hơn nữa còn không đẹp trai bằng hắn. Chẳng phải trước khi hỏi người khác là ai thì nên giới thiệu bản thân sao, ngươi là ai? Ninh Nhụy Nhụy tùy ý nhìn quét đám người kia một cái, trang phục của những người này đều có chút cảm giác xa xưa, chẳng lẽ bọn hắn theo phong cách cổ trang? Mấy người kia không nói gì, chỉ là liếc nhau một cái trao đổi ý kiến. Ồ, không ngờ ở đây lại xuất hiện một quý cô xinh đẹp như vậy, thực sự là thất lễ. Người thanh niên mang mũ dạ màu đen khi nãy cười ha ha, xin tự giới thiệu, ta tên là Trần Đô Hành, tên này có nghĩa là... Trên đời này mặc kệ chuyện gì diễn ra, người khác không được, họ Trần ta đều được. Quý cô này, không biết ta có vinh hạnh biết được quý danh của ngươi hay không? Ta tên là Ninh Nhụy Nhụy, đây là bạn trai của ta, Hạ Thiên. Ninh Nhụy Nhụy vô thức liếc Hạ Thiên một cái, giúp hắn nói ra lời kịch mà hắn thường xuyên sử dụng, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Trần Đô Hành nghe Ninh Nhụy Nhụy nói như vậy, lờ đãng liếc nhìn Hạ Thiên một cái. Kết quả phát hiện đối phương chỉ là một người bình thường không có gì lạ, thế là nói cái tên đó rất là bá khí, đáng tiếc tính tình của hắn khó làm cho người ta khen ngợi, Ninh quý cô, hay ngươi thay đổi một người bạn trai khác đi. Nè, thằng ngu kia, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Trần Đô Hành, có tin ta đấm ngươi một cái ngươi thành cái gì cũng không được không? Trần Đô Hành cau mày, thực sự là giọng điệu thô bỉ, Ninh quý cô. Loại người kia thật sự là không xứng với ngươi, đồng hành cùng với hắn quả thật chính là vũ nhục mỹ mạo của ngươi. Ninh Nhụy Nhụy khẽ túm Hạ Thiên một chút, tiếp tục nói, ngươi còn chưa nói cho ta biết các ngươi đang làm gì đâu. Chuyện đấy mà ngươi còn không nhìn ra sao? Trần Đô Hành phủi phủi áo khoác da của mình, ra vẻ phong tao mà đi dạo một vòng, Ninh quý cô xinh đẹp như vậy, chắc người rất thông minh mới đúng. Ninh Nhụy Nhụy liếc nhìn đống trang bị đặt trên mặt đất. Trong lòng đã có suy đoán, có lẽ những người này cũng là nhà thám hiểm giống như đám người của Tiền Mẫn Mẫn. Chúng ta là đoàn đội sinh viên mạo hiểm nổi tiếng nhất ở trong nước, tên là Long Hành Thiên Hạ Xã. Một tên béo có nước da hơi đen không nhìn được khoe khoang, lão đại của chúng ta là Trần Đô Hành, một nhân vật lớn nổi danh khắp cả nước, các ngươi chắc chắn biết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chưa từng nghe nói tới. Sao ngươi lại chưa nghe qua được chứ? Tên béo da đen kia sửng sốt hô lên, khuôn mặt đen xì trở nên đỏ, vậy chắc các ngươi đã nghe nói tới đội leo núi Đại học Thiên Hải rồi đúng không? Chúng ta chính là một chi nhánh của đội đó, xếp hạng top 10 thế giới, chúng ta đã từng đi qua thập đại tử vong chi địa, còn từng làm. Ninh Nhụy Nhụy có chút kỳ quái hỏi, vậy tại sao các ngươi không đi leo núi đi, tới đáy biển này làm cái gì? Ngọn núi nào có thể trèo lên thì chúng ta đã sớm chinh phục, đã không có cảm giác thành tựu gì nữa. Trần Đô Hành lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ, lần này, nhà họ Viên bỏ ra một số tiền lớn thuê các đoàn đội thám hiểm nổi danh ở trong và ngoài nước, bọn hắn muốn điều tra rõ ràng sự huyền bí ở đáy biển này. Chúng ta là đoàn đội đứng đầu trong nước, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Nhà họ Viên, bỏ tiền mời đoàn đội thám hiểm. Ninh Nhụy Nhụy nghe mấy từ này cảm giác có chút khó hiểu, chuyện này không phải là bẫy dập do người tu tiên kia tạo ra để dẫn dụ nàng và Hạ Thiên sao? Tại sao bây giờ lại còn dính líu tới nhà họ Viên nào nữa? Trần Đô Hành thấy Ninh Nhụy Nhụy lộ ra vẻ mặt khó hiểu, không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, chẳng lẽ các ngươi không phải do nhà họ Viên mời tới? Chương 2073, bị tập kích. Nhà họ Viên, hiện tại, Ninh Nhụy Nhụy chợt nhớ tới Viên Văn Ngạn vừa gặp trước đó, thuận miệng nói có phải là nhà họ Viên của thành phố Quế? Trần Đô Hành gật đầu cười nói, xem ra Ninh quý cô cũng chấp nhận lời mời của nhà họ Viên xuống đây thám hiểm. Không phải, Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, đúng là ta đã nghe nói về nhà họ Viên thành phố Quế, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, ta hoàn toàn không có liên quan gì tới bọn hắn cả. Nghe vậy, đám người kia lại vô thức liếc nhau một cái, chỉ là ánh mắt trở nên có chút nghiền ngẫm.
Vậy thì kỳ quái rồi. Trần Đô Hành cười tủm tỉm nhìn Ninh Nhụy Nhụy, muốn đi vào thế giới đáy biển này, nhất thiết phải thông qua hải nhãn do nhà họ Viên khống chế. Nếu như các ngươi không phải do nhà họ Viên mời tới, vậy các ngươi đã xuống đây bằng cách nào? Thật ra Ninh Nhụy Nhụy càng muốn hỏi bọn hắn vấn đề này hơn, còn nữa, hải nhãn là cái gì? Trần Đô Hành chỉ lo nói tiếp, mà thôi, mọi người đều có bí mật của riêng mình, ta sẽ không hỏi tiếp. Chỉ là kế tiếp ta hy vọng Ninh Quý Cô có thể đi theo sát chúng ta, dù sao đáy biển này vẫn là rất nguy hiểm, chỉ cần mất tập trung một chút thì sẽ mất mạng ngay. Ninh Nhụy Nhụy nhàn nhạt từ chối, chuyện đấy thì không cần, chúng ta có đủ năng lực để tự vệ, không nhọc các ngươi quan tâm. Xem ra Ninh Quý Cô còn chưa rõ ý của ta rồi. Khóe miệng của Trần Đô Hành cong lên, lộ ra một tia cười ác độc, ta không có thương lượng với ngươi, đây là một mệnh lệnh. Thế thì thú vị rồi đấy. Ninh Nhụy Nhụy cũng cười, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta chứ? Tên béo da đen kia không nhìn được móc một con dao nhọn từ trong ba lô ra rồi chĩa vào Ninh Nhụy Nhụy nói, mẹ nó, giả vờ giả vịt cái gì nữa. Nếu không phải thấy ngươi xinh đẹp thì ta đã làm thịt ngươi từ lâu rồi. Lão đại chúng ta cho ngươi đi theo là vinh hạnh của ngươi, đừng có mà không biết điều. Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng nói, xem ra các ngươi căn bản không phải là đoàn đội mạo hiểm gì. À, tiểu muội chân dài, tại sao lần này cô lại thông minh như vậy chứ? Hạ Thiên cười hì hì ôm Ninh Nhụy Nhụy, làm một người bạn trai tốt, ta nhất định phải khen thưởng cô mới được. Nói xong, Hạ Thiên lập tức hôn lên má Ninh Nhụy Nhụy một cái. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, mắng, ngươi có thể chú ý trường hợp và địa điểm không hả? Ở đây còn có người khác đấy. Tiểu muội chân dài, cô nói như vậy là không đúng rồi. Ta muốn hôn bạn gái của mình làm gì phải chú ý tới trường hợp nào chứ? Hạ Thiên luôn có một bộ lý luận của mình, hơn nữa trước nay đều bày ra dáng vẻ đương nhiên, lại nói, đám ngu ngốc này tính là người sao, chắc chắn không tính rồi, nếu không tính là người, vậy tại sao phải quan tâm ánh mắt của bọn hắn chứ? Đủ rồi, mí mắt của Trần Đô Hành không khỏi co giật vài cái, lạnh giọng nói, Ninh Quý Cô, ta nói thẳng đi, lão tử coi trọng ngươi, cho nên tính toán cho ngươi một cơ hội trèo cao. Tại thế giới đáy biển này, chỉ có đi theo ta và đoàn đội của ta thì ngươi mới có thể sống sót, về phần tên bạn trai kia của ngươi, ta có thể nể mặt ngươi mà không giết hắn, để cho hắn tự sinh tự diệt ở đây. Nếu các ngươi muốn sống, vậy nhân lúc còn sớm cút đi. Ninh Nhụy Nhụy chán ghét liếc nhìn người này một cái, nói thêm câu nữa, ta cũng không cứu được các ngươi đâu. Thật là cho ngươi mặt mũi mà ngươi không cần, dù ngươi thật sự có quan hệ tới nhà họ Viên thì ta cũng muốn dạy ngươi một bài học. Sắc mặt Trần Đô Hành tái xanh, lạnh giọng nói. Hạ Thiên bắt đầu không kiên nhẫn, quay sang nói với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, tốt nhất là chúng ta đừng để ý tới đám ngu ngốc này nữa, đầu óc bọn hắn có vấn đề hết rồi. Đầu óc ngươi mới có vấn đề, tên béo da đen không đè nén cơn giận được nữa, chỉ vào Hạ Thiên mắng, con mẹ nó, ngươi mắng một câu nữa thử xem, có tin ta một chùy đập nát đầu ngươi hay không? Tên béo da đen kia như là quả bóng chảy bị đánh trúng, ở giữa không trung vẽ ra một đường cong duyên dáng, sau đó nặng nề rơi xuống sông. Mập mạp, mấy người kia rõ ràng biết nước sông nguy hiểm như thế nào, không khỏi hoảng hốt gào thét. Giết chết tiểu tử đó cho ta, Trần Đô Hành giận dữ hét, báo thù cho mập mạp. Ách, lời còn chưa nói hết thì hắn đã tiếp bước tên béo kia. Mấy người khác lập tức móc vũ khí ra, toàn bộ đều nhắm về phía Hạ Thiên. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy có hai người cầm súng lục, nhưng đó lại là thần khí súng phóc hay xuất hiện trong các bộ phim kháng Nhật, nàng không khỏi ngây ngẩn cả người, hiện tại là năm nào rồi, tại sao vẫn còn người dùng thứ đồ lạc hậu như vậy? Bành, 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 tiếng rơi xuống nước vang lên liên tục, cuối cùng bên cầu chỉ còn lại mấy cái ba lô kiểu dáng phục cổ, mà chủ nhân của bọn hắn đều đang giãy giụa ở trong sông. Chẳng lẽ mấy thứ vũ khí này là đạo cụ? Ninh Nhụy Nhụy nhặt một khẩu súng phóc trên mặt đất lên rồi bắn thử hai phát, phát hiện lại là hàng thật, không khỏi nở nụ cười, a, thứ kia bắn được nha, xem ra là hàng thật, bọn hắn lấy mấy cái này ở đâu ra vậy? Hạ Thiên thuận miệng nói, tiểu muội chân dài, món đồ xấu như vậy có gì mà vui chứ? Ta chỉ mới nhìn thấy thứ này ở trên truyền hình thôi, đây là lần đầu tiên chạm vào hàng thật. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút mới mẻ nên cầm lên thưởng thức một hồi. Ngay sau đó cũng không còn hứng thú,
mấy người này thật là kỳ quái, tuổi không lớn lắm, nhưng mà sử dụng đồ vật đều là đồ cổ. À, hiện tại, Hạ Thiên bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Gần như cùng lúc đó, một vệt ánh sáng nháy mắt đã đến trước mắt Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Tia sáng này cực kỳ chói mắt, gần như khiến mọi người không thể mở mắt ra được. Trong ánh sáng huyễn hoặc đó lại cất giấu một thanh đao sắc bén, chém tới với tốc độ cực nhanh. Đi chết đi! Chương 2074. Tính tình của hắn không được tốt lắm. Tia sáng kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ là một cái nháy mắt, lưỡi đao đã xẹt qua người Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Dám đối đầu với Trần Đô Hành ta, đây chính là kết quả. Cả người Trần Đô Hành đều dính nước, hắn cầm một thanh đao nhỏ hình dáng kỳ lạ ở trong tay, thần sắc trên mặt mang theo khoái ý. Không bao lâu, những đội viên khác cũng nhao nhao bò lên trên bờ, bao gồm tên béo da đen kia. Lão đại, đã giải quyết hai tên kia rồi sao? Thực sự là đáng tiếc cho nữ nhân ấy, dáng dấp thật sự rất xinh đẹp. Đúng vậy, nếu không chúng ta nhân lúc còn nóng. Vài tên đội viên vừa trêu ghẹo lẫn nhau vừa lấy một cái túi được bọc kín không thấm nước, sau đó lấy một viên thuốc nuốt xuống. À, tại sao ta không thấy thi thể của hai tên kia đâu? Tên béo da đen kia uống thuốc xong, bỗng dưng phát hiện một việc cổ quái, không khỏi kêu lên. Lúc này Trần Đô Hành và các đội viên khác mới phát hiện không thích hợp, trên mặt đất đúng là không có thi thể của Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Có khi nào bọn hắn vẫn còn sống, nhân cơ hội chuồn rồi không? Trên mặt Trần Đô Hành vẫn còn dính nước, nhưng rồi lại sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, không có khả năng, tuyệt đối không có ai chạy thoát khỏi đao của ta được. Dao của tên đần ngươi quá chậm, thậm chí còn không cắt được một sợi lông của chúng ta. Đúng lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên. Trong lòng Trần Đô Hành cả kinh, hắn lập tức quay người lại, quả nhiên thấy Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy bình yên vô sự đứng ở nơi đó, không khỏi sợ hãi kêu lên, không thể nào. Có gì mà không thể chứ? Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh thường, tốc độ của ngươi còn không bằng 1/3 tốc độ của tiểu muội chân dài đâu. Ninh Nhụy Nhụy cũng có chút kỳ quái nhìn Hạ Thiên, nhỏ giọng hỏi, vậy tại sao vừa rồi ngươi lại muốn trốn? Để ta đạp bay hắn không được sao? Tiểu muội chân dài, ta không có trốn nha, là chính tên ngu ngốc ấy đánh chật. Hạ Thiên cười hì hì nói. Trần Đô Hành nhìn Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên ở nơi đó liếc mắt đưa tình, càng là tức giận không kìm nén được, chứ có đắc ý quá sớm, vừa rồi chỉ là ta nhất thời thất thủ mà thôi, bây giờ ta sẽ tới kết liễu các ngươi. Trần tiên sinh này, hình như chúng ta không có thủ oán gì với nhau thì phải. Ninh Nhụy Nhụy có chút khó hiểu, hỏi có cần thiết phải đến mức ngươi sống ta chết như vậy không? Trần Đô Hành cười nói, nếu như ta không có đoán sai, hai người các ngươi chắc vừa mới xuống. Vừa xuống, cách nói của đối phương khiến Ninh Nhụy Nhụy khá là tò mò, ngươi nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ các ngươi đã sớm xuống dưới đây? Trần Đô Hành gật đầu, đương nhiên, chúng ta đã xuống đây hơn 60 năm rồi. Trò đùa đó hơi quá trớn rồi đấy. Hơn nữa cũng không buồn cười chút nào. Ninh Nhụy Nhụy cảm giác người này càng ngày càng nói chuyện không thiết thực, không phải mới vừa rồi các ngươi còn nói mình là sinh viên sao, thế mà nháy mắt đã nói mình đã qua 60. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta rất dễ lừa gạt? Hạ Thiên chen miệng nói một câu, tiểu muội chân dài, cô vốn dĩ rất dễ bị lừa nha. Ngươi ngậm miệng lại, không được nói chuyện. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên một cái, sau đó nói với Trần Đô Hành. Trần tiên sinh, nếu không thì như vậy đi, chỉ cần ngươi nói hết những gì mà mình biết, ta có thể cân nhắc không so đo chuyện ngươi mạo phạm chúng ta vừa rồi. Trần Đô Hành cười, nhìn Ninh Nhụy Nhụy, Ninh tiểu thư, ta nên nói ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn đây? Tên ngu ngốc nhà ngươi mới ngu xuẩn thì có. Hạ Thiên khó chịu, mặc dù tiểu muội chân dài đúng là có chút ngu ngốc, nhưng nàng ấy là bạn gái của ta, ngươi không có tư cách đánh giá nàng ấy. Còn xin Trần tiên sinh giải đáp giúp ta một chút nghi hoặc, ta thật sự rất hiếu kỳ. Ninh Nhụy Nhụy không sao cả, lúc trước khi nàng còn làm vận động viên cũng thường xuyên bị người khác vô duyên vô cớ nhục mạ, cho nên những lời này cũng không thể tạo thành tổn thương gì cho nàng, ngược lại nghe thấy Hạ Thiên nói làm nàng không nhịn được trợn trắng mắt. Trần Đô Hành nói, chờ khi nào các ngươi chết thì ta sẽ nói hết cho các ngươi. Vậy thì chúng ta không có cách nào hàn huyên được rồi. Ninh Nhụy Nhụy cảm giác những người mà nàng chạm mặt sau này đều có một chút kỳ quái,
hoặc nên nói là cả đám đều có chút thần kinh không bình thường. Hơn nữa mỗi một người đều có năng lực kỳ kỳ quái quái, xem ra thế giới dưới đáy biển này quả thật có không ít bí mật. Tiểu muội chân dài, nếu như cô muốn hỏi cái gì thì ta có thể giúp cô nha. Hạ Thiên bỗng nhiên cười hì hì nói với Ninh Nhụy Nhụy, chỉ cần cô lại khen thưởng cho ta thêm chút nữa là được rồi. Vậy thì quên đi ha, chính ta có thể giải quyết những người kia nha. Ninh Nhụy Nhụy từ chối, nàng biết hiện tại mình không thể nhượng bộ tên lưu manh này được, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ninh tiểu thư xinh đẹp như vậy, thực sự là quá đáng tiếc. Trần Đô Hành xoay thanh đao trong tay, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhưng mà ai bảo các ngươi là người mới tới chứ, ta cũng đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không nỡ bỏ tên bạn trai chẳng ra sao này, vậy thì cũng đừng trách ta. Ninh Nhụy Nhụy nói, ta khuyên ngươi tốt nhất là chớ chọc giận hắn, tính tình của hắn từ trước đến nay không được tốt lắm, có đôi khi ta muốn cản cũng cản không được. Tiểu muội chân dài, sao cô lại nói xấu ta như vậy chứ? Hạ Thiên bĩu môi, nói nhảm nhiều với tên có trí thông minh thấp đấy làm gì, đánh hắn không phải được rồi. Chương 2075, chẳng lẽ đây là Hoa Quả Sơn? Trong lúc nói chuyện, Trần Đô Hành tìm được một tia khe hở, chớp mắt đã vọt tới trước mắt Hạ Thiên, thanh đao nhỏ trong tay vạch về phía cổ họng Hạ Thiên, vậy thì ta sẽ lập tức làm thịt ngươi. Ách! Trần Đô Hành phát hiện mình không thể cử động được, cả người vẫn còn duy trì tư thế xông về trước và xuất đao, trông như là một pho tượng. Tiểu muội chân dài, không phải cô nói muốn đánh tên ngu si này sao, mau tới đánh hắn nha. Hạ Thiên cười hì hì chỉ vào Trần Đô Hành, hắn đang đứng ở ngay đây này, hình như là đang làm nghệ thuật nhân tượng gì đó. Không cần đoán, Ninh Nhụy Nhụy biết chắc chuyện này là do Hạ Thiên ra tay, lập tức không còn hứng thú, thôi, tên đó giao cho ngươi xử lý đó. Ngươi đã làm gì ta vậy hả, mau thả ta ra. Trần Đô Hành liều mạng giãy giụa, đáng tiếc cơ thể không nghe hắn chỉ huy, vẫn cứ đứng đó không nhúc nhích, hắn đành phải quát to với đám thuộc hạ, còn đứng ngẩn ra đó làm gì hả? Còn không mau qua đây xử lý bọn hắn, cứu ta. Lúc này những tên đội viên còn lại mới như là bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng cầm vũ khí xông về phía Hạ Thiên. Ngu ngốc chính là ngu ngốc, nhất quyết không tiếp thu dạy dỗ. Hạ Thiên lắc đầu, hình bóng nhanh chóng xuyên qua đám người này, ghim cho mỗi người một châm, thế là hiện trường lại xuất hiện thêm mấy pho tượng người. Tiếp đó Hạ Thiên quay người nói với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, cô có vấn đề gì thì bây giờ có thể hỏi rồi đó, đám ngu ngốc này sẽ thành thật trả lời. Trần Đô Hành lạnh lùng nói, đừng có nằm mơ, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để khống chế chúng ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không trả lời vấn đề của các ngươi. Trước tiên nói xem rốt cuộc các ngươi là ai. Ninh Nhụy Nhụy cũng không khách khí, lập tức dò hỏi. Ta sẽ không nói cho. Chúng ta chính là thành viên đội thám hiểm Thiên Hải Đại học. Trần Đô Hành ngay từ đầu còn nghĩ kháng cự, kết quả không đến một giây đã nói thật, nhưng đó là chuyện của 60 năm trước. Ninh Nhụy Nhụy biết dưới châm pháp của Hạ Thiên thì không ai có thể nói dối được, cho nên càng tò mò, nói cách khác, các ngươi đi vào không gian đáy biển này đã 60 năm, vậy các ngươi làm thế nào mà vẫn sống sót, hơn nữa còn duy trì hình dáng khi còn trẻ. Trần Đô Hành đáp, phía dưới con sông có một tầng không gian, bên trong có rất rất nhiều đan dược, bao gồm thích cốc, giải độc, bảo trì dung nhan không già đi, còn có rất nhiều đan dược không biết tác dụng. Những thứ đan dược kia từ đâu mà ra? Ninh Nhụy Nhụy lại hỏi. Không biết, trên mặt Trần Đô Hành đã không còn biểu tình xoắn xuýt, rất tự nhiên trả lời, khi chúng ta tới đây thì nó đã có rồi, hơn nữa trong tầng không gian kia còn có người tới sớm hơn cả chúng ta, có thể bọn hắn sẽ biết. Ninh Nhụy Nhụy nhớ tới người tên Viên Văn Ngạn trước đó, hình như hắn tự xưng mình đã ở chỗ này hơn 80 năm. Cái này quá kỳ quái. Vì sao lại có nhiều người đi tới tầng không gian này như vậy, khoa học kỹ thuật trước kia cũng không đủ để chèo chống nhân loại đi tới đáy biển mới đúng. Làm thế nào mà các ngươi tiến vào đây được? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Thời gian quá lâu, đã nhớ không rõ lắm. Trần Đô Hành hồi đáp, chỉ nhớ mang máng hình như nhà họ Viên mời một vị cao nhân nào đó, làm chúng ta ngủ chung ở trong một căn phòng, đến khi tỉnh lại thì đã đến đây rồi. Ninh Nhụy Nhụy nhớ ra cái gì đó. Lại hỏi, người biết đó là vị cao nhân nào không, bây giờ hắn đang ở đâu? Hắn ở phía dưới, Trần Đô Hành trả lời. Có phải hắn mặc áo bào đen,
hoàn toàn thấy không rõ dáng vẻ, giọng nói cũng có chút mơ hồ không xác định được. Ninh Nhụy Nhụy truy vấn. Không, Trần Đô Hành vừa mới nói một chữ thì thần sắc bỗng nhiên đại biến, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng cả người khôi phục một chút năng lực hành động, nhưng mà hắn không làm gì cả, chỉ là mềm nhũn ngã trên mặt đất, mấy người khác cũng là như thế. Ngươi giết hắn làm gì? Ninh Nhụy Nhụy nhìn về phía Hạ Thiên, nàng cho rằng hắn làm, bất mãn nói ta còn chưa hỏi xong đâu. Hạ Thiên bĩu môi, khó chịu nói, là tên ngu ngốc phía dưới đang làm trò quỷ. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem người nọ là thần thánh phương nào. Ninh Nhụy Nhụy thật đúng là muốn đi xuống nhìn xem một chút, câu hỏi càng ngày càng nhiều, nàng cũng càng ngày càng muốn làm rõ mọi chuyện, rốt cuộc không gian đáy biển này còn có bao nhiêu bí mật. Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy bước lên cây cầu màu trắng, đi chừng nửa giờ thì một cửa động có đường kính chưa tới 1 mét xuất hiện trước mặt, nước sông cũng rơi xuống bên dưới động, trông giống như là một loại đập chứa nước. Nhưng quỷ dị chính là, cây cầu mà Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đang đi đột nhiên vặn vẹo thành những bậc thang ở phía trên cửa động, sau đó kéo dài xuống bên dưới. Ninh Nhụy Nhụy đứng ở trên cầu nhìn vào trong động hồi lâu, nhưng mà vẫn không có cách nào nhìn thấy tình hình bên dưới là gì. Tiểu muội chân dài, chúng ta đi xuống đi. Hạ Thiên rất tự nhiên ôm vòng eo nhỏ nhắn của Ninh Nhụy Nhụy, nhún nhẹ một cái, nhảy xuống cửa động kia. Gần như chỉ là một cái chớp mắt, có thể là còn chưa đến một giây, Ninh Nhụy Nhụy phát hiện hai người đã ở bên dưới dòng sông. Xuất hiện trước mắt bọn hắn là một ngọn núi cao ngất, bốn phía tràn ngập một cỗ hương khí nồng đậm đến mức sẽ khiến người ta hít thở không thông. Trên núi dưới núi có hàng ngàn sinh vật giống như là khỉ. Chúng nó đứng đó nhìn chằm chằm vào Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên, ánh mắt thất thần lại có chút quỷ dị. Quá nhiều khỉ, Ninh Nhụy Nhụy không khỏi cảm khái, chẳng lẽ đây là hoa quả sơn? Cùng lúc đó, tại Tiên Vân Đại Lục, đoàn người của Hạ Lãnh cũng gặp phải những sinh vật giống như khỉ, chỉ là những con khỉ này có lông tóc đỏ tươi như máu, đôi mắt đều là màu xanh biếc, bọn nó đứng ở giữa đường đi, con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm phía đối diện. Chính là loại quái vật đó, Phong Thiên Linh sợ hãi núp sau lưng Hạ Lãnh, chúng gọi là huyết hầu tử. Hạ Lãnh cảm giác có chút không ổn, những con khỉ này hơi nhiều, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không dễ đối phó, bằng bốn người bọn hắn cũng không biết có thể thuận lợi thoát thân hay không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 113.